mà tiền là trả sữa cho con mình đúng không? À, tiền chi tiêu có thể là mua quà tặng hoặc là mua những cái linh tinh lặt vặt cho vợ con hoặc là chồng con đúng không? Thì như vậy mình sẽ có thêm một cái khoản thu nhập để mà nó có thể là trang trải cái chi phí hàng tháng cho gia đình của mình. Ngoài ra thì ở Shopee cũng có thể giúp cho các anh chị có thể phát triển được những cái kỹ năng kinh doanh của mình. Thì vậy thì chúng ta sẽ tận dụng 2-3 tiếng mỗi ngày của mình để mình kiếm thêm thu nhập. Đối với Hằng thì đây là một cái công việc mà nó làm thêm, nhưng mà thực sự là thu nhập của Hằng đến từ công việc làm thêm này nó nhiều gấp mấy lần so với lại cái thu nhập mà làm chính của Hằng. Lúc Hằng đi làm giờ hành chính đó các anh chị, nó có thể là gấp 5 lần so với cái nguồn thu nhập đi làm giờ hành chính. Ngoài ra thì cái thời gian rảnh rỗi thì Hằng Hằng kinh doanh với Shopee ấy, thì nó giúp cho Hằng sau 4 năm ấy thì thay đổi cái bản thân của mình rất là nhiều, phát triển kỹ năng của mình rất là nhiều luôn. Thì không biết là các anh chị trong đây ấy, mình lý do tại sao mình lại lựa chọn mình nhấp link vào cái bài đăng ký là hợp tác kinh doanh và tìm hiểu cùng với Shopee. Thì các anh chị có thể comment vào phần chat là cái lý do tại sao các anh chị lại lựa chọn nhấp vào link và để tìm hiểu kinh doanh online cùng với Shopee vào thời gian rảnh rỗi. Thì các anh chị mình có thể comment giúp cho Hằng đúng không ạ? 99,99% đối tác kinh doanh của Shopee đều là những người có công việc chính. Một á, là đi làm bác sĩ, kỹ sư, công nhân viên chức, rồi nhân viên văn phòng, hoặc là làm giáo viên, là làm rất là nhiều ngành nghề khác nhau, các rất là nhiều lĩnh vực khác nhau các anh chị. Nhưng mà họ vẫn dành thời gian rảnh rỗi để họ kinh doanh thêm, để mà kiếm thêm thu nhập các anh chị. Và Hằng trước đây Hằng cũng từng làm rất là nhiều công việc và Hằng cũng dành thời gian rảnh để kinh doanh thêm. Cho nên đó là các anh chị mình không phải nhất thiết là mình phải tập trung hoàn toàn vào kinh doanh của Shopee, mà mình sẽ chỉ dành một cái thời gian rảnh rỗi trong ngày thôi. Và mình vẫn phải đảm bảo cái gì thời gian cho công việc chính các anh chị ha. Mình muốn kiếm thêm thu nhập, đa phần là các anh chị muốn kiếm thêm thu nhập đúng không ạ? Ok các anh chị. Rồi, rất vui khi mà hôm nay Hằng được làm quen với tất cả các anh chị. Đây là những anh chị cực kỳ chịu khó đúng không ạ? Đáng ra thì giờ này các anh chị đã đi chơi rồi đi ăn vui vẻ đúng không? Nhưng mà thành ra các anh chị đã dành thời gian ngoài công việc chính, mình lại tiếp tục mình tận dụng quỹ thời gian của mình để kiếm thêm thu nhập cho gia đình của mình. Rất là tuyệt vời. Đây có anh Dương là ghi rất là rõ ràng là không mặt bằng, không ôm hàng, không giao hàng đúng không ạ? Tức là anh cũng có tìm hiểu khá là rõ về Shopee. Yes. Vậy thì ở đây Hằng trao đổi với anh chị một chút xíu, có một số cái vấn đề nó nằm trong kinh doanh cũng như là kinh doanh online mà bản thân Hằng trước đây là đã từng đi kinh doanh rất là nhiều lĩnh vực, và những cái vấn đề này nó đã khiến cho mình bị thất bại trong rất là nhiều lĩnh vực kinh doanh. Thứ nhất là về sản phẩm. Nếu ở đây chúng ta mà mình đi kinh doanh online hoặc là mình tự làm kinh doanh riêng á mọi người, thì cái sản phẩm của mình á thì chắc chắn là mình sẽ phải nhập hàng. Đó là cái mà ai cũng biết đúng không ạ? Đầu tiên là mình phải nhập hàng. Đầu tiên là tiền đâu đúng không ạ? Bây giờ mình không có nhiều tiền, mình sẽ không thể nào nhập được nhiều sản phẩm với đa dạng lĩnh vực khác nhau. Mình chỉ có thể nhập được một lĩnh vực, ví dụ như mình kinh doanh mỹ phẩm, hoặc là mình kinh doanh là sữa, hoặc là mình kinh doanh giảm cân, hoặc mình kinh doanh gia dụng. Tức là mình có đủ cái số vốn để chỉ nhập một, hợp tác với một vài nhà cung cấp thôi. Và sau đó khi mà các anh chị có nhà cung cấp ok rồi á, thì lúc này mình lại lo lắng đến cái việc là gì? Bây giờ không biết là nhà cung cấp này nó có nguồn hàng tốt hay không, nó có xuất xứ với chất lượng nguồn gốc rõ ràng hay không. Nếu như mà các anh chị nhập ít ấy, thì các anh chị sẽ chiết khấu ít, mà các anh chị nhập cao, nhập chiết khấu cao thì lại mình tốn rất là nhiều vốn ban đầu, và mình cần phải có kho bãi, mình cần phải có nhân viên, mình cần phải quản lý, rồi hàng tồn kho các thứ rất là đau đầu các anh chị. Ngoài ra thì nếu như mà cái sản phẩm các anh chị mà các anh chị kinh doanh mà nó không có đảm bảo được nguồn gốc xuất xứ thì các anh chị phải gì ạ? Bị mất, các chị sẽ bị mất uy tín với khách hàng của mình, và từ đó các anh chị sẽ không còn cái gọi là cái thương hiệu để mình có thể xây dựng trong lòng khách hàng. Nó làm cho mình bị mất đi cái uy tín và thương hiệu trong cái quá trình mình đi kinh doanh. Rồi sau đó tiếp theo là gì ạ? Nếu mà sản phẩm chúng ta nhập ít quá, chúng ta không đủ chiết khấu, chúng ta sẽ không có đủ cái sự cạnh tranh lại với những ông lớn. Và bây giờ hàng xách tay rất là nhiều, phá giá rồi trên các sàn rất là nhiều thứ, cạnh tranh không lành mạnh. Giống như vừa rồi các anh chị thấy chiến thần livestream TikTok đúng không? Có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra các anh chị, nên là nó khiến cho cái việc mà kinh doanh của mình kinh doanh truyền thống nó cũng khó. Các anh chị đã nhập hàng tốn tiền rồi mà bây giờ nó còn chơi nó bán phá giá nữa đúng không? Rất là nhiều vấn đề các anh chị ạ. Rồi, đúng rồi, không phải ôm hàng, đúng rồi, anh Thành ha, không phải ôm hàng. Vậy thì ở đây các anh chị, ở đây á, cái sản phẩm là cái đầu tiên mà chúng ta sẽ lo lắng về nguồn gốc
về đối tác kinh doanh của mình, xong rồi về nhập hàng, rồi về kho bãi, rồi về nhân sự, rồi về quản lý, về chiết khấu, về cạnh tranh, về phá giá, rất là nhiều thứ đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị biết cái vấn đề lớn nhất ở trong cái kinh doanh online, cái sản phẩm thì nó có thể là vấn đề ở trong kinh doanh truyền thống, nhưng mà riêng với cái sản phẩm, riêng với những cái sản phẩm mà mình kinh doanh qua online thì cái vấn đề nó lớn nhất nó nằm ở chỗ là marketing các anh chị, tức là cái phương thức mình chạy quảng cáo cũng như là mình truyền thông, và mình nghiên cứu thị trường, mình xem được cái tệp khách hàng nào là tệp khách hàng của mình và mình lại bán cái sản phẩm đó đến tay ai và mình sẽ bán như thế nào, và mình quảng cáo, mình thuê người mẫu, mình chạy ad, mình làm đủ các kênh đấy các anh chị. Thì như vậy cái chi phí của mình á, mình bỏ ra nó rất là nhiều. Hằng đã từng bỏ rất là nhiều chi phí quảng cáo cho cái kinh doanh online của mình các anh chị. Hằng thuê cả 200 nhân viên, rồi sau đó chi phí quảng cáo là mỗi tháng cả tỷ luôn các anh chị, để mà có khách hàng cho nhân viên mình gọi điện chốt đơn hàng các anh chị. Thực sự là mỗi ngày mình mở mắt ra là mình bay đâu đó vài chục triệu, là mình rất là stress luôn. Nên là chi phí marketing là chi phí rất là nặng trong kinh doanh online. Mà nếu mình không có chi phí marketing này thì mình chỉ bán được cho người thân người quen thôi, đúng không? Các anh chị đồng ý rằng này không ạ? Tức là mình chỉ bán được cho người thân người quen thôi. Và cuối cùng khi mà các anh chị không các anh chị đảm bảo được cái sản phẩm rồi, các anh chị đảm bảo được cái ngân sách marketing rồi, nhưng mà cuối cùng khi mà các anh chị có khách hàng, các anh chị lại không bán được hàng, bởi vì các anh chị không có kỹ năng chốt sale, và các anh chị phải học thêm một cái cách làm sao để mình có thể bán được hàng và chốt đơn được khách hàng nữa. Thì nó sẽ là ba cái vấn đề lớn nhất trong kinh doanh online và cả những cái kinh doanh truyền thống nữa. Vậy thì ở đây các anh chị, Dropy sẽ ra đời, nó sẽ là một cái hệ sinh thái kinh doanh online dành cho tất cả mọi người. Những ai mà muốn hợp tác kinh doanh, khởi đầu kinh doanh mà không cần phải nhập hàng, không cần phải ship hàng, không cần phải lo lắng về khâu quản lý, kho bãi, nhân sự và tất cả mọi thứ. Cụ thể chi tiết như thế nào thì Hằng sẽ trình bày trong cái nội dung ngày hôm nay. Và các anh chị biết là hiện tại là có hơn 100.000 đối tác, hơn 100.000 đối tác hợp tác kinh doanh cùng với lại Dropy. Và đặc biệt là các anh chị có thể là phân phối hơn 2.000 sản phẩm chất lượng cao, hơn 2.000 đầu hàng với rất là nhiều hàng trăm nhà cung cấp khác nhau. Và chúng ta không cần phải nhập hàng. Đó chính là sự lý do tại sao mà Dropy lại ra đời, để mang lại những cái giá trị cũng như là mang lại những cái hệ sinh thái tốt nhất dành cho tất cả các anh chị và giải quyết tất cả những cái vấn đề mà Hằng vừa nói với các anh chị luôn. Dropy sẽ mang lại cho các anh chị, thứ nhất đó là về công nghệ. Dropy sẽ hỗ trợ về công nghệ cho các anh chị. Thứ hai là Dropy sẽ hỗ trợ về sản phẩm. Thứ ba, Dropy sẽ hỗ trợ về marketing, quảng cáo truyền thông. Và cuối cùng Dropy sẽ giúp cho các anh chị, những người mà không có kinh nghiệm kinh doanh online hoặc đã từng kinh doanh nhưng thất bại, thì chúng ta sẽ có được cái hướng dẫn kinh doanh, hướng dẫn kinh doanh cho các anh chị luôn ha. Rồi, vậy thì ở đây Dropy là gì các anh chị? Hằng sẽ nói sơ về cái mô hình của Dropy một tí cho các anh chị nắm ha. Dropy Business đó là một cái nhà cung cấp giải pháp về công nghệ. Và nhà cung cấp này họ sẽ đảm bảo cho mình về app, về data center, về ERP, về CRM, là những cái ứng dụng tính năng website, sản phẩm này, tính năng app quản lý đơn hàng, lên đơn hàng, quản lý logistics, tất cả khách hàng của mình được quản lý hết toàn bộ trong những cái ứng dụng và những cái website của Dropy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ, nếu như các anh chị mình là nhà sản xuất sản phẩm và các anh chị muốn đưa mặt hàng lên trên kệ của Dropy, thì các anh chị sẽ là ở vai trò nhà cung ứng sản phẩm. Các anh chị sẽ đưa những cái sản phẩm mà chất lượng xuất xứ rõ ràng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đưa lên cái kệ hàng của Dropy, và Dropy sẽ kiểm duyệt, chứ không phải là mình lấy hàng trôi nổi các anh chị ha, phải kiểm duyệt chất lượng đầy đủ. Sau đó các anh chị mình sẽ là nếu mà anh chị mình là đối tác bán hàng đi, ví dụ mình là đối tác bán hàng, thì mình cũng có thể là lên trên kệ của Dropy để mình có thể tìm hiểu những cái sản phẩm mà mình sẽ được kinh doanh, tất cả các mặt hàng mà mình hợp tác với tất cả những cái nhà sản xuất nhưng không cần phải nhập hàng các anh chị. Và cái người hưởng lợi nhất ở đây đó chính là khách hàng các anh chị. Đây là mô hình dropshipping của Dropy. Và cái mô hình này là mô hình mà nó đã được chứng minh ở trên thế giới từ vài chục năm nay rồi. Các anh chị biết về Amazon đúng không ạ? Amazon và Alibaba là những đơn vị tiên phong, những tập đoàn tiên phong đầu tiên trong cái mô hình dropshipping. Có nghĩa là gì? Hàng nó sẽ được đi thẳng từ kho của nhà cung cấp, nhà cung ứng. Nó đi thẳng, đóng gói và giao hàng và đi thẳng đến tay của khách hàng luôn. Và không thông qua cá nhân kinh doanh các anh chị. Thì các anh chị chỉ cần đơn giản là các anh chị sẽ là sử dụng những cái ứng dụng của Dropy để các anh chị lên đơn và tạo đơn hàng và quản lý khách hàng ở trên đó. Việc của các anh chị là gì? Tập trung và tư vấn bán hàng cho khách hàng lựa chọn đúng cái sản phẩm mà phù hợp với nhu cầu của họ.
và chăm sóc cho khách hàng để có thể là sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả nhất. Thì sau đó các anh chị là toàn bộ mọi khâu họ cần là Shopee và nhà cung ứng sản phẩm họ sẽ lo cho khách hàng của các anh chị. Nên cái người mà được hưởng lợi nhiều nhất ở đây đó chính là khách hàng, bởi vì họ sẽ được giao hàng và nhận hàng một cách rất là chuyên nghiệp, và hàng sẽ đến thẳng từ kho của nhà cung cấp, có nghĩa là sản phẩm nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng và đảm bảo được chất lượng hàng đi hàng về. Ngoài ra thì cá nhân kinh doanh ấy khách hàng họ sẽ được tư vấn bán hàng. Còn trên những cái sàn thương mại điện tử khác, các anh chị thấy là thường rất ít khi các anh chị được tư vấn bán hàng một cách chi tiết, mà những người đó họ chỉ biết là ở giá bao nhiêu, công dụng gì thôi, chứ họ không có tư vấn kỹ và sâu. Cho nên là ở đây cái điểm khác biệt của Shopee đó chính là gì các anh chị, là ngoài cái việc dropship giống như những sàn khác thì Shopee có những cái cá nhân kinh doanh, chính là chúng ta là đối tác bán hàng, họ sẽ tư vấn một cách kỹ lưỡng về cái chất lượng cũng như là về cái sản phẩm cho khách hàng lựa chọn phù hợp. Đợi xíu để hàng xóa cái rồi. Ok. Rồi, đó là cái mô hình của Shopee. Các anh chị đã hình dung được mô hình của Shopee chưa ạ? Các anh chị hình dung được, các anh chị ok nhắn ok lên phần công chat giúp hàng hai anh chị ha. Đó là mô hình dropship các anh chị, là một cái mô hình rất nổi tiếng ở trên thế giới. Ok cho các anh chị, những phần này các anh chị nắm được chưa ạ? Tóm lại bây giờ các anh chị là chúng ta sẽ được sở hữu 2.000 đầu hàng sản phẩm khác nhau với hàng trăm nhà cung cấp khác nhau các anh chị. Hiện tại thì nó sẽ đa dạng lĩnh vực cho mình luôn. Và nếu như các anh chị mình tự đi kinh doanh online thì mình sẽ cần cái vốn rất lớn để mình nhập hàng. Khi mà các anh chị kinh doanh cùng với Shopee thì các anh chị sẽ không cần bỏ vốn để nhập hàng. Các anh chị để ý chỗ này ha. Chúng ta sẽ không cần bỏ bất kỳ một đồng nào để nhập một sản phẩm nào cả. Còn đối với kinh doanh online truyền thống, các anh chị cần cái khoản lượng vốn ít hoặc là nhiều để các anh chị nhập hàng. Ít nhất là phải có. Rồi cái thứ hai á, là các anh chị, nếu mà các anh chị vốn ít, các anh chị nhập hàng chiết khấu thấp. Nhưng với Shopee, các anh chị không cần phải nhập hàng cũng được cái chiết khấu từ 30 đến 45%. Và đặc biệt là các anh chị không có bị áp doanh thu hàng tháng. Các anh chị không bắt buộc là phải bán bao nhiêu hay phải nhập bao nhiêu số lượng hàng, thì nó sẽ không có áp doanh số của các anh chị. Ngoài ra thứ ba là gì? Nguồn hàng của Shopee rất là đảm bảo và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy tờ đầy đủ các anh chị. Còn kinh doanh online thông thường thì nguồn hàng thường các anh chị hợp tác với nhà cung cấp, các anh chị không chắc là cái sản phẩm nó có nguồn gốc rõ ràng xuất xứ thật hay không, bởi vì mình không có đủ nghiệp vụ, đúng không ạ? Rồi ngoài ra kinh doanh online tự kinh doanh thì mình sẽ có rất là nhiều cái chi phí hàng đi hàng về, rủi ro các thứ. Còn với Shopee thì các anh chị sẽ được hỗ trợ bảo hành rủi ro trong quá trình vận chuyển luôn. Thì khi mà các anh chị đi kinh doanh á, các anh chị mình phải đổi trả hàng cho khách nếu mà trong quá trình vận chuyển nó có vấn đề, đúng không? Thì cái việc mà mình đổi trả và mình chi phí này kia đi lại thì rõ ràng là mình là người bán, mình phải người chịu các anh chị. Nhưng mà ở với Shopee thì các anh chị sẽ không cần phải chịu cái chi phí này luôn. Các anh chị sẽ hoàn toàn là không cần phải thanh toán cái đơn hàng này. Và chỉ cần ví dụ như khách bom hàng hay gì đó thì hàng nó hoàn về công ty thôi. Các anh chị không cần phải thanh toán đơn hàng đó. Và ví dụ như nó có bị bể móp hay hư hỏng gì đó trong quá trình vận chuyển ha, thì cái người chịu trách nhiệm ở đây là đơn vị là Shopee và nhà cung cấp. Còn các anh chị không cần phải lo lắng về việc đó. Khách hàng sẽ được đổi trả sản phẩm một cách rất là an toàn. Và đặc biệt chúng ta sở hữu rất nhiều mặt hàng đa dạng lĩnh vực khác nhau. Hàng sẽ cho các anh chị xem về cái sản phẩm mà Shopee đang kinh doanh các anh chị. Đây. Đây là những cái sản phẩm được đưa lên trang của thương mại của Shopee. Vậy thì những cái sản phẩm này các anh chị sẽ là được kinh doanh không giới hạn mặt hàng luôn. Tất cả các sản phẩm ở đây các anh chị đều được kinh doanh. Thứ nhất là về thiết bị gia dụng và đời sống. Thì chúng ta sẽ có lọc nước nè, máy giặt nè, máy sấy nè, đồ dụng dụng cụ gia bếp, gia đình nha các anh chị. Rồi, các anh chị có thể thấy là mình có nồi chiên, mình có thể thấy rất là nhiều những cái sản phẩm về gia đình ha. Dụng cụ nhà bếp, dụng cụ gia đình, dụng cụ lọc nước, rồi máy hút bụi, nồi cơm, đó, máy ép, rồi chậu rửa. Nói chung là nó sẽ đầy đủ hết các anh chị. Nó sẽ đầy đủ và các anh chị mình sẽ hoàn toàn là mình sẽ được kinh doanh tất cả mà không cần phải nhập bất kỳ thiết bị nào. Bình thường mà các anh chị mà mình đi kinh doanh á, mà mình muốn phân phối các dạng máy lọc không khí hay là máy lọc nước á, các anh chị phải bỏ vốn đâu đó khoảng tầm 500 triệu đến 1 tỷ để các anh chị mở showroom. Thì những nhà cung cấp này họ mới cho các anh chị phân phối sản phẩm của họ các anh chị. Nên đó là một cái điểm rất là đặc biệt ở với Shopee. Ở Shopee thì lắp đặt các thứ là bảo hành, rồi bảo trì này kia là đều có nhân sự làm hết. Các anh chị không cần phải làm. Được chưa? Rồi, không có nghe tiếng hả?
Anh Trọng Quỳnh Lê không có nghe tiếng thì các anh chị nào đang hỗ trợ cho anh Trọng Quỳnh Lê thì mình có thể là nhờ kết nối âm thanh. Rồi, tiếp theo các anh chị là mình sẽ có những cái sản phẩm về sức khỏe và làm đẹp. Thì mình sẽ có chăm sóc da này, chăm sóc tóc này, trang điểm này, chăm sóc răng miệng, chăm sóc cơ thể này, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng. Mình sẽ có đầy đủ tất cả những cái sản phẩm này các chị ha, kem chống nắng, rồi sữa rửa mặt, rồi nào là những cái thực phẩm sữa hỗ trợ cho rồi xương khớp này, rồi đây gel tắm này, sữa tắm này. Đấy, các chị có thể thấy nó có rất là nhiều sản phẩm, các chị có thể kinh doanh omega 3, rồi tăng chiều cao, dầu gội đầu, sữa tắm, nước hoa, các kiểu các loại đúng không? Đó, dầu cá. Đây, rồi ngoài ra còn có mỹ phẩm chăm sóc da, trang điểm. Thì nó sẽ có rất là nhiều sản phẩm các anh chị. Đây, mỹ phẩm chăm sóc da, trang điểm này. Đấy, thì các anh chị có thể thấy nếu mà mình muốn xem cái lĩnh vực nào thì mình cứ vào trang droppy.vn các anh chị ha. Hôm nay Hằng giới thiệu sơ các anh chị thôi. Cái giá của sản phẩm á, thì nó sẽ ra dao động toàn từ khoảng tầm độ dưới 100.000 cũng có các anh chị. Mà 1 triệu, 2 triệu cũng có. Nhiều hơn cũng có, nói chung là nó sẽ đa dạng phân khúc khách hàng và đa dạng lĩnh vực sản phẩm. Cho nên các anh chị mình tha hồ, mình tư vấn, mình kinh doanh. Được chưa? Là mình bán được á. Đây này các anh chị ha. Đây. Mẹ và bé nữa ha. Đúng rồi, mình bán được thì mình thưởng phần trăm trên hoa hồng của mỗi sản phẩm ha. Rồi, đây các anh chị sẽ nhìn thấy này, có sản phẩm sữa nữa, dành cho mẹ và sữa dành cho bé, mẹ bầu hoặc là em bé. Nó đều có đầy đủ sản phẩm hết. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái sản phẩm như là bách hóa tổng hợp, như là những cái sản phẩm như thế này. Đây là nước ép mà Hằng đang uống các anh chị, rất là ngon, sinh tố dinh dưỡng này, rồi tinh dầu này, đấy. Thì nó sẽ có đầy đủ hết những cái lau nhà, lau sàn, lau bếp, lau kính các kiểu là đầy đủ hết cả nhà ha. Rồi, ngoài ra là mình sẽ có những cái thực phẩm, những cái thực phẩm. Ví dụ như cái sữa này nó cũng rất là hay, đang lên kệ của Robby là sữa của Nhật dành cho em bé này. Rồi, thì các anh chị có thể thấy là nhân sâm này, rồi trà này, các loại này, thải độc trà, trà hoa vàng, trà dây, các kiểu, nói chung là nó đầy đủ các anh chị. Sâm này, rồi đông trùng hạ thảo này, yến xào, nói chung là cái nào nó cũng có, nên cả nhà mình có thể là tìm hiểu thêm ha. Rồi thời trang nam nữ cũng có luôn. Đây là những cái bộ quần áo của các chị nữ, hoặc là ví, hoặc là giày dép, túi xách của các anh nam, là nó có hết, ba lô các kiểu ha. Thì mình có thể là mình tự tìm hiểu trên đây. Và cái quan trọng nhất đó là các anh chị nó sẽ làm những cái sản phẩm mà ở đây Hằng có một cái sản phẩm bảo hiểm này. Đấy, bảo hiểm này các anh chị. Rồi ngoài ra mình có điện thoại Oppo nữa. Đây, Oppo các anh chị biết là Oppo là một cái tập đoàn rất là lớn đúng không ạ? Và chúng ta cũng có cái sự hợp tác với đại trực tiếp của tập đoàn Oppo. Sắp tới mình sẽ có những phân phối những cái sản phẩm về phụ kiện nữa, linh kiện điện tử nữa các anh chị. Tập đoàn Oppo sẽ đưa rất là nhiều sản phẩm linh kiện điện tử vào. Thì các anh chị sẽ thấy là ở Robby mình là mình có thể phân phối đa dạng mặt hàng, đa dạng ngành hàng, đa dạng lĩnh vực, đa dạng phân khúc khách hàng. Người già, trẻ em, người lớn tuổi, trung niên, hay là giới tính là nam, nữ gì cũng có thể bán được sản phẩm hết các anh chị. Cần gì, gia đình cần từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ phòng khách ra phòng bếp, từ trên trên đầu, từ trên đầu xuống dưới chân, thì chúng ta đều có thể là cung ứng được cho khách hàng của mình cả. Nói chung là bán những gì khách hàng cần đó các anh chị. Nên là chúng ta đang sở hữu một cái trang thương mại điện tử luôn. Chứ như những cái sàn khác thì chúng ta chỉ bán được cái sản phẩm mà chúng ta kinh doanh thôi. Chúng ta không có sở hữu được những cái sản phẩm trên sàn, đúng không ạ? Rồi, thì ở đây các anh chị sẽ thấy là tuy là mình không có bán hàng, tuy là mình không có nhập hàng, nhưng mà mình có một cái trung tâm xử lý đơn hàng các anh chị ở tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và trung tâm xử lý đơn hàng này là tất cả các đối tác kinh doanh của Droppy, chỉ cần các anh chị là đối tác kinh doanh của Droppy, các anh chị sẽ được đăng ký để các anh chị đến tham quan bất kỳ lúc nào các anh chị thích. Chỉ cần mình đăng ký thêm khối khung giờ trước thôi là mình đến tận nơi, để các anh chị có thể thấy được cái quy mô của Droppy, đó là kinh doanh thật, sản phẩm thật. Và những cái nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng từ những sản phẩm mà các anh chị kinh doanh, thì các anh chị có thể được đến thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để các anh chị tham quan kho hàng, được chưa? Thì trung tâm xử lý đơn hàng ở đây các anh chị có thể thấy là MC Diệp Chi đúng không ạ, là đang cầm trên tay cái hộp hàng của Droppy. Và các anh chị thấy là gì ạ, là nó rất chuyên nghiệp, chứ nó không phải như cái những cái hộp hàng chúng ta tự gói, chúng ta tự giao cho khách. Các anh chị đã xưa rồi, cái thời mà chúng ta phải tự gói hàng và tự đi giao từng nhà cho khách hàng, đến bây giờ Hằng thấy vẫn có rất là nhiều anh chị làm như vậy. Nhưng mà rõ ràng nếu các anh chị hợp tác với Droppy thì các anh chị sẽ, cái khách hàng của mình họ sẽ được nhìn thấy một cái hộp hàng rất là chuyên nghiệp như thế này.
và nó có logo, có số điện thoại, có hotline của công ty trên đấy luôn. Và ở trong đó nó sẽ có một cái tờ giấy là cam kết chất lượng sản phẩm như thế này. Và khách hàng người ta sẽ được đảm bảo đổi trả trong vòng 15 ngày. Nếu như mà cái có vấn đề về sản phẩm hoặc là phát hiện hàng giả hàng nhái thì sẽ được đền bù gấp đôi. Đó là cái cam kết từ nhà cung cấp và cũng như là Shopee sẽ cam kết cho khách hàng của các anh chị. Chứ các anh chị không cần phải lo lắng về cái nguồn gốc xuất xứ và đổi trả hàng hóa cho khách hàng. Ở đâu ra mà chúng ta có một cái đối tác mà tuyệt vời như thế, đúng không các anh chị? Chứ bình thường mình lỡ nhập hàng rồi là mình phải chịu trách nhiệm những cái hàng đó, chứ làm gì có chuyện là bắt nhà cung cấp chịu được. Rất là khó luôn. Rồi, tiếp theo các anh chị, tuy mình không phải nhập hàng, mình không phải thanh toán trước đơn hàng, nhưng cái chiết khấu và lợi nhuận của chúng ta nó lên đến 30-45% các anh chị. Chiết khấu là lợi nhuận này có cao không ạ? Theo các anh chị ở trong đây, theo các anh chị là 149 các anh chị trong đây, trừ hàng là còn 148. Thì theo các anh chị ấy, là nếu như các anh chị đã từng đi kinh doanh, hoặc các anh chị đã từng nhập hàng, hoặc các anh chị đã từng kinh doanh truyền thống hoặc kinh doanh online, các anh chị cho hàng một cái câu nói nó công tâm một chút xíu với những anh chị mà chưa từng đi kinh doanh đi ạ, là cái chiết khấu này nó có cao hay không ạ? Chiết khấu này ví dụ như tức là các anh chị bán 1 triệu, các anh chị sẽ lời ngay lập tức từ 300.000 cho đến 450.000 các anh chị. Ngay lập tức các anh chị lời ngay lập tức luôn. Mình không nhập hàng, không có ôm hàng, không thanh toán trước đơn hàng, bán được thì có lợi nhuận. Khách hàng bom hàng thì hoàn về công ty, không thanh toán đơn hàng bị bom, cũng như là bảo hành rủi ro, tất cả mọi thứ công ty lo hết cho mình luôn. Thì theo các anh chị như vậy là cái chiết khấu này có cao không ạ? Rất là cao luôn cả nhà. Chỉ có các anh chị hợp tác với Shopee các anh chị mới được cái này thôi. Tại vì Shopee là một tập đoàn, một công ty lớn, cho nên là các anh chị mới được hỗ trợ như vậy. Chứ còn nếu như mà các anh chị tự đi kinh doanh, các anh chị làm gì có cái chuyện mà không có nhập hàng mà các anh chị được cái chiết khấu lên đến 45%. Không bao giờ có luôn, Hằng khẳng định với các anh chị như vậy. Từ khi là người thân, người quen, họ hàng, bà con, các anh chị thôi. Quen lắm thì mới cho nợ, đúng không? Chứ còn thực ra là không có ai mà cho các anh chị chiết khấu cao như vậy hết á. Mà các anh chị không nhập hàng, có cao mà. Không nhập hàng mà chiết khấu như vậy là quá cao, đúng không? Rất là cao, đúng không các anh chị? Rõ ràng là rất là cao. Rồi, vậy thì các anh chị ở đây mình sẽ có thêm một cái phần nữa là nếu như các anh chị mình hợp tác với Shopee thì không những các anh chị có thể gọi là được có những cái chiết khấu tốt để các anh chị có thể bán sản phẩm cho khách hàng và các anh chị lợi nhuận rồi, hoa hồng kiếm thêm thu nhập rồi, mà chúng ta còn có thể tiết kiệm, bóp chặt được cái chi tiêu của chúng ta nữa bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng thay thế những cái sản phẩm ở nhà của mình. Ví dụ như bình thường các anh chị mua sữa cho con, các anh chị uống, hoặc là các anh chị mua những cái đồ dùng trong gia đình như gội sữa tắm, đúng không ạ? Mỹ phẩm, nước hoa các kiểu, thì các anh chị tốn rất là nhiều chi phí bởi vì các anh chị phải là mua giá bán lẻ. Nhưng khi mà các anh chị hợp tác với Shopee thì các anh chị sẽ được sử dụng tất cả mọi sản phẩm trong gia đình của mình một cách là tiết kiệm đến 45%. Tức là các anh chị giảm được cái đầu chi tiêu sinh hoạt của các anh chị và các anh chị gia tăng được cái lợi nhuận để mà các anh chị có thể là kiếm thêm thu nhập. Vậy thì cái thu nhập của chúng ta nó lại càng gấp đôi hơn, bởi vì chúng ta tiết kiệm được một đầu, đúng không? Người ta nói là tiết kiệm thì nó mới dư ra, đúng không ạ? Vừa tiết kiệm mà vừa có thêm thu nhập nữa, vậy thì quá tốt luôn ạ. Rồi, thêm một cái điểm hay nữa đó là gì ạ? Chính vì cái điều này các anh chị, ở Shopee có rất là nhiều sản phẩm tiêu dùng như là gì ạ? Là sản phẩm như là gì ạ? Là kem đánh răng này, sữa tắm này, dầu gội đầu này, dầu xả này, rồi gì ạ? Là những cái sản phẩm về thực phẩm như là những cái gia vị nấu ăn này, hoặc là những cái ở Shopee mình sẽ sắp tới sẽ về gạo này, sẽ về những cái thực phẩm là thịt cá trứng sữa các kiểu các anh chị. Nói chung nó đầy đủ hết những cái sản phẩm mà dành các anh chị cần. Vậy thì ở đây các anh chị hình dung như thế này nè, các anh chị tưởng tượng ha, ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ có một cái sàn thương mại điện tử, đúng không ạ? Và giống như những cái sàn hiện tại trên thị trường các chị, Shopee, Latiki đấy, khi mà các anh chị mở, khi các anh chị nói là Hằng ơi, cái sàn này hay lắm này, chị hay mua hàng trên sàn này, thì bây giờ em thích thì em mở cái tài khoản để em mua hàng đi, em mua hàng đi, thì em đăng nhập vào tài khoản, đúng không? Thì lúc này Hằng đăng nhập tài khoản nhưng mà các anh chị sẽ không có bất kỳ một cái hoa hồng nào hết, các anh chị nhau mà, nhưng mà cái công sức các anh chị là người giới thiệu cho khách hàng đó. Nhưng mà đối với Shopee thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác các anh chị. Vì sao? Các anh chị biết không ạ? Các anh chị sẽ được phép mở tài khoản cho khách hàng. Và trong năm nay Shopee sẽ ra mắt một cái ứng dụng là Shopee for Customer các anh chị. Là hiện tại cái app mà các anh chị đang đăng ký là app dành cho đại lý. Và trong năm nay Shopee sẽ ra mắt một cái ứng dụng dành cho khách hàng của các anh chị. Tức là khách hàng người ta được đăng ký một tài khoản thông qua cái đường link affiliate của các anh chị. Tức là link giới thiệu của các anh chị.
các anh chị được quyền giới thiệu khách hàng, giới thiệu link cho khách hàng và giúp cho họ mở tài khoản các anh chị. Và khi mà họ mở một cái tài khoản và họ tải app về, giống như app những cái lên sàn khác thôi các anh chị, và họ tự đặt hàng, họ tự thích cái gì họ lên đó họ mua. Hôm nay họ thiếu sữa, họ mua sữa, họ thiếu gia vị trái cây, họ muốn mua cái gì đó mua, thiếu sữa tắm dầu gội họ tự mua, nước lau nhà họ cũng tự mua các anh chị. Thì những cái người khách hàng mà mình tự mua như vậy, họ sẽ được tích lũy doanh số cho mình các anh chị. Đó là cái điều tuyệt vời. Tức là các anh chị mình được phép mở rộng và xây dựng những cái cộng đồng khách hàng của mình một cách lâu dài. Có những khách hàng này á, là những khách hàng và trên app Robby sẽ quản lý toàn bộ những cái đơn hàng đến từ những khách hàng mà phát sinh từ cái việc mà giới thiệu của các anh chị. Các anh chị có thấy hay không ạ? Các anh chị thấy hay không ạ? Không, cái này là chia sẻ sử dụng sản phẩm nha. Tức là các anh chị thay vì như thế này nè, các anh chị hình dung như thế này nè. Bình thường mà các anh chị đi bán hàng á, thì khách hàng của các anh chị họ sẽ phải đặt qua các anh chị hoặc là đặt qua người khác, đúng không? Hôm nay họ mua các anh chị, ngày mai họ mua người khác. Nhưng mà gì các anh chị, nếu như mà các anh chị có một cái ứng dụng cho khách hàng, các anh chị tạo tài khoản cho họ luôn, thì họ tự lên app, họ tự đặt hàng, họ tự thích mua gì đó mua. Các anh chị mở rộng càng nhiều khách hàng thì các anh chị sẽ có nhiều cái cơ hội là có được cái thu nhập. Tức là nó tự động hóa hết các anh chị. Các anh chị không cần phải quản lý từng khách hàng nữa. Và các anh chị sẽ hoàn toàn nhìn thấy được những cái đơn hàng đó ở trên cái ứng dụng của các anh chị. Mình sẽ có hai cái ứng dụng, một cho khách hàng và một cho đối tác kinh doanh. Ứng dụng khách hàng năm nay sẽ ra mắt các anh chị ha. Năm nay sẽ ra mắt và các anh chị sẽ được mở tài khoản cho khách hàng rất là dễ dàng. Và mình sẽ quản lý trên cái ứng dụng hết luôn. Mình không cần phải nhức đầu, mình ghi sổ ghi sách gì cả. Được chưa? Thấy hay không ạ? Có quá hay đúng không ạ? Ngoài cái việc còn bình thường các anh chị bán những cái sàn khác thì các anh chị khách hàng đó không có thuộc sở hữu của các anh chị, mà họ sẽ hôm nay họ mua của anh Dương, ngày mai họ mua của Hằng, ngày mốt họ mua của một cái người nào đó, đúng không các anh chị? Họ thích lên sàn, họ thích mua của ai, họ thích vào cửa hàng của ai họ mua. Nhưng mà riêng Robby á thì là họ chỉ có thể mua thông qua các anh chị thôi, và mãi mãi họ sẽ tích lũy doanh số cho các anh chị luôn. Các anh chị thấy nó hay không ạ? Hay đúng không ạ? Quá hay luôn. Rồi, tiếp tục các anh chị, và Thị Hằng sẽ cho các anh chị thấy một cái tiềm năng nữa. Thứ nhất là các anh chị sẽ mở rộng cộng đồng 200 khách hàng mua sắm online qua app for customer của Robby, đúng không? Thị Hằng ví dụ cho các anh chị một bài toán thôi, là mỗi gia đình chi tiêu khoảng 1 triệu một tháng. Và nếu như các anh chị có 200 hộ gia đình, tức là 200 khách hàng á, các anh chị mở rộng, các anh chị tư vấn cho 200 khách hàng. Thì khi mà họ mua sản phẩm các anh chị thì đâu đó họ tiêu dùng một tháng là 1 triệu thôi. Thằng ví dụ như vậy ha. Họ đi siêu thị mà, họ đi siêu thị họ mua sắm các kiểu cho gia đình của họ khoảng 1 triệu. Thì lúc này các anh chị sẽ có khoảng tầm độ là 200 triệu doanh số. Vậy thì cái hoa hồng bán lẻ của các anh chị á, là nó sẽ tự động ở trên cái app của mình luôn. Thì lúc này chúng ta sẽ có khoảng tầm 30% phần trăm trung bình, khoảng từ 30%. Thì các anh chị sẽ có khoảng 60 triệu một tháng. Khi mà các anh chị có một cái cộng đồng khách hàng đủ lớn thì các anh chị sẽ có được cái thu nhập rất tốt về sau này. Cho nên đây là cái tiềm năng mà các anh chị nhìn thấy được trong tương lai, nó sẽ rất là ok các anh chị. Và các anh chị đang là những cái người đầu tiên, những cái người đầu tiên để mà các anh chị sở hữu những cái app cho khách hàng. Được chưa? Rồi, tiếp theo các anh chị là mình sẽ đây, mình sẽ tiếp tục các anh chị ha. Nếu như mà trong cái quá trình mà các anh chị kinh doanh, các anh chị bán hàng tốt và các anh chị trở thành cái người bán hàng xuất sắc luôn, ví dụ như các anh chị bán mỹ phẩm giỏi, các anh chị có thể trở thành cái người gọi là giảng viên, có thể là chia sẻ và đào tạo lại. Giống như Hằng bây giờ Hằng cũng là đang là đào tạo trực tiếp cho Robby luôn, thì thành ra là Hằng cũng được có những cái thù lao đến từ những cái nhãn hàng và những chương trình đào tạo của Robby, có thể là trả lương cho các anh chị luôn nếu như mà các anh chị bán hàng giỏi. Rồi, tiếp theo các anh chị, mình sẽ nói về một chút xíu, đó là về cái ứng dụng của Robby. Hằng sẽ share cho các anh chị xem cái ứng dụng của Robby nó có những cái gì hay ho các anh chị ha. Rồi, các anh chị đợi Hằng một tí xíu. Đây. Các anh chị đợi Hằng tí xíu, Hằng sẽ Hằng sẽ share cái màn hình cho các anh chị nha. Rồi. Hằng share màn hình để cho các anh chị xem cái ứng dụng của Hằng nha. Đây, ứng dụng Robby các anh chị thấy cái màn hình của Hằng chưa ạ? Ứng dụng Robby, cái này các anh chị tải trên CH Play hoặc là trên cái app điện thoại của các anh chị đều ok hết ha. Rồi, đầu tiên các anh chị có thể nhìn vào các anh chị xem ha.
là ứng dụng của mình. Bây giờ các anh chị nhìn thấy nè, rất là nhiều anh chị Nguyễn Thị Diệu có đơn 625.000 các anh chị ha. Rồi anh Trương Tân có đơn 1.350.000. Rồi chị Hoàng Thị Cúc có đơn 778. Đây, Trần Thị Thu Hà có đơn 1.678. Rất là nhiều đơn hàng các anh chị. Đấy, các anh chị thấy không? Những đơn hàng từ 200.000 cho đến 2 triệu nó đều có hết các anh chị ha. Đầy đủ không thiếu gì cả. À, và các anh chị biết là đây là không thể nào mà nhập hàng mà với 210.000 cả. Các chị không? Chị Trần Thị Tâm này có 210.000 đơn hàng gì mà nhập hàng gì mà 210. Nhập thì nhập cả 20 triệu chứ ai nhập đâu 200.000 đúng không ạ? Thì ở đây á, là cái đơn hàng thực tế đến từ khách hàng các anh chị, nó chứ không phải là cái đơn hàng để mình nhập về nhà đâu ạ. Nó là cái đơn hàng mà các anh chị bán một cái son cũng giao. Nói chung là nó là cái đơn hàng là mấy trăm nghìn cho đến vài triệu thì là đều là có thể giao được hết. Ngoài ra thì các anh chị có thể xem về cái bảng xếp hạng này ở trên này này các anh chị. Đây là những anh chị mà mình bán hàng rất là tốt. Theo ngày á, thì có những anh chị mà top là 101 triệu nè. Hoặc là chị Nguyễn Thị Thu Hương đứng thứ tư là 29 triệu. Đó, các bảng xếp hạng theo ngày nè. Theo tuần thì do tại vì là hôm nay là mới ngày đầu tiên đúng không? Nên là mình chỉ có theo ngày thôi. Là các anh chị có thể thấy trong một ngày mà có rất nhiều anh chị bán khoảng từ mười mấy cho đến hai mấy triệu, thậm chí là có lên tới 60 triệu. Top 3 là 46, 60, 101 triệu. Các anh chị đây là bán những cái hàng gia dụng, thiết bị gia dụng á. Ví dụ như là máy lọc nước hoặc là máy hút bụi, máy lau nhà gì đó. Thì mình sẽ tìm hiểu thêm cái này các anh chị ha. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái phần thưởng khuyến mãi đến từ cái việc là tất cả các nhãn hàng. Có một cái điểm rất là hay ở đây, đó là nếu như mà các anh chị ấy mới, nếu mà các anh chị mình là người đi kinh doanh ấy, thì các anh chị sẽ tự phải chi phí khuyến mãi cho khách hàng của mình, đúng không ạ? Mình bán lợi nhuận bao nhiêu thì mình phải trích một phần khuyến mãi và giảm giá cho khách hàng của mình. Những ngày 30 tháng 4, 1 năm các anh chị phải sale sập sàn này, rồi các anh chị phải tặng quà cho khách này, đúng không? Thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ tốn vào cái phần lợi nhuận của các anh chị, đúng không ạ? Nó sẽ chi âm vào cái phần lợi nhuận của mình. Cho nên là nếu như các anh chị hợp tác với Shopee thì các anh chị mình sẽ có được là gì các anh chị? Được hỗ trợ về cái khuyến mãi luôn. Các anh chị nhìn nè, đây, ví dụ mua 5 tặng 2, mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2. Các anh chị thì đây là những chương trình của nhà cung cấp và Shopee sẽ tài trợ 100% cho các anh chị luôn. Tức là các anh chị không cần phải tự bỏ tiền túi ra khuyến mãi cho khách hàng, mà toàn bộ là Shopee và nhà cung cấp sẽ hỗ trợ cho các anh chị cái chi phí này. Và có những cái chương trình để giúp cho các anh chị có được cái khuyến mãi tốt nhất cho khách hàng. Và mình không phải mất một đồng chi phí nào cho cái việc khuyến mãi này. Các anh chị thấy ok không ạ? Rất là hay đúng không ạ? Đây, rất là nhiều những cái chương trình thưởng 30 tháng 4, 1 tháng 5. Các anh chị có thể xem qua. Được chưa? Bây giờ Hằng sẽ thử lên đơn hàng cho các anh chị xem nhé. Mình vào một sản phẩm các anh chị. Mình vào một sản phẩm. Rồi, đầu tiên là mình sẽ chọn. Ví dụ như Hằng nói, các anh chị có thể chọn một cái dòng sản phẩm bất kỳ nào đó. Hằng ví dụ các anh chị là Hằng sẽ chọn cái sản phẩm sữa đi. Ha, Hằng chọn sản phẩm sữa. Sữa thì mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ có nhiều loại sữa các anh chị. Đấy, sữa hạt, sữa uống bình thường các kiểu ha. Mình sẽ chọn rất là nhiều loại sữa. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ một cái sản phẩm sữa cho các anh chị. Đây, Hằng bấm vào cái sữa này đi. Rồi, đây là sữa canxi dành cho người lớn tuổi ha. Thì mình sẽ chọn là gì ạ? Là Shopee Hà Nội hay Hồ Chí Minh. Bấm vào. Rồi mình sẽ thêm vào giỏ hàng. Các chị thấy là cái sữa này nó có chiết khấu là 33.5%. Thì với cái sữa này các anh chị có thể thấy là cái chiết khấu dành cho đối tác chính thức là 158.000. Tức là bán một cái hộp sữa khoảng 500.000 thì các anh chị lời khoảng 158.000. Chiết khấu cộng tác viên thì khoảng 106.000. Rồi thêm vào giỏ hàng. Đấy, số lượng chúng ta chọn 2. Ví dụ như vậy ha. Rồi mình bấm thì nó lại thêm vào giỏ hàng rồi. Tiếp tục, các anh chị mình có thể chọn cái sản phẩm tiếp theo. Hàng ví dụ như là cái sản phẩm mỹ phẩm đi. Đúng không ạ? Sản phẩm mỹ phẩm đi. Bây giờ hàng ví dụ các anh chị là cái sản phẩm là... để hàng xem cái sản phẩm nào. Ví dụ cho các anh chị đây, ví dụ như Hằng nói là cái sản phẩm gel tẩy tế bào chết đi ha. Đây, bấm vào thì chiết khấu các anh chị thấy là gì? 40.5%, đúng không ạ? Chiết khấu là 40.5%, chiết khấu rất là cao các anh chị. Mình chọn Shopee Hồ Chí Minh. Rồi ví dụ như bán một cái sản phẩm kem chống nắng khoảng tầm là 545.000, các anh chị lời ngay lập tức là hơn 200.000. Chiết khấu cộng tác viên là 141.000 các anh chị. Rồi bấm vào giỏ hàng, chọn số lượng, chọn giỏ hàng. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái giỏ hàng mà chúng ta đã vừa mới đặt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn hai sản phẩm này. Rồi chúng ta tạo cái đơn hàng. Đó là cái đơn hàng này khoảng tầm tổng thanh toán, khách hàng thanh toán chứ không phải mình nha các anh chị. Khách hàng sẽ đến tay khách hàng sẽ tự thanh toán là 2.130.000. Sau khi khách thanh toán thành công thì chúng ta sẽ nhận được một cái khoản chiết khấu là 718.000.
Được chưa? Rồi, bấm chúng ta tấm tạo đơn hàng các anh chị. Bán đơn 2 triệu lời ngay 700 ngàn anh chị, quá ngon luôn. Rồi, không bán được thì thôi, mà bán được thì ngon. Rồi, các anh chị sẽ bấm ví dụ như, bấm vô đây, rồi, chọn cái thông tin khách hàng, nhập thông tin khách hàng vào. Sau đó chúng ta sẽ chọn đơn vị vận chuyển. Ở đây chúng ta đang có giao hàng tiết kiệm Viettel Post, và chúng ta sẽ nhận hàng tại kho hàng. Chúng ta còn có giao hàng nhanh nữa cả nhà. Rồi thì chúng ta có thể là đến tận nơi để nhận hàng ở Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chúng ta sẽ có ba cái nhà cung ứng ha. Rồi mình chọn ví dụ hàng, chọn giao hàng tiết kiệm. Rồi về cái phí giao hàng ấy thì nó sẽ là một là các anh chị là người chịu luôn. Nó khoảng tầm vài chục nghìn thôi các anh chị. Nếu mà khách hàng mua đơn hàng cao các anh chị nên free ship, còn nếu như khách hàng mua đơn hàng thấp các anh chị có thể là trao đổi với họ về cái chi phí. Mình hay mua hàng trên Shopee, Lazada, Tiki, mình khách hàng mình vẫn phải chịu phí ship đúng không ạ? Lâu lâu thì nó có những cái chương trình khuyến mãi ship của tùy theo cái đơn vị bán hàng. Rồi, có thể thanh toán tiền mặt là ship COD, có nghĩa là khi mà khách hàng nhận hàng, kiểm tra hàng và có thể thanh toán sau. Hoặc là các anh chị là chuyển khoản ngân hàng. Nói chung là cái hình thức nào cũng được. Nếu mà chuyển khoản ngân hàng thì khi nhận hàng thì khách có thể tự kiểm tra. Rồi sau đó kiểm tra xong thì vẫn có thể được đổi trả trong vòng 15 ngày các anh chị ha. Rồi. Đây các anh chị nhìn tổng quan ha, là tổng khách hàng phải thanh toán là 2.163.000 đã bao gồm phí VAT và giao hàng luôn. Phí đóng gói luôn rồi. Còn cái hoa hồng mình sẽ nhận được là 718.000. Bán một cái đơn 2 triệu mà lời ngay 700.000 các anh chị, quá lời luôn. Rồi. Tạo đơn hàng các anh chị. Sau đó nó sẽ hiển thị ra là bạn Hằng đã có một cái đơn hàng là 2.130.000. Các anh chị thấy không ạ? Và mình sẽ bấm yêu cầu giao hàng, xác nhận. Thì lúc này khi mình yêu cầu giao hàng như vậy nó sẽ hiển thị ra một cái mã QR. Thì cái mã QR này các anh chị chỉ cần chụp màn hình lại hoặc là tải về. Sau đó mình gửi cho khách hàng của mình thì họ sẽ tự thanh toán qua ngân hàng của họ. Theo chỉ cần quét đúng cái mã này lên ngân hàng thôi. Thì nó sẽ ra được số tài khoản của công ty. Dandelion là công ty trên pháp nhân của Shopee. Được chưa? Rồi nội dung chuyển khoản đơn hàng và tổng số tiền họ phải thanh toán. Thì nó sẽ đúng hết cú pháp này luôn. Cho mình luôn, rất là tiện các anh chị. Rất là công nghệ đúng không ạ? Rồi đó là hàng ví dụ cho các anh chị xem. Được chưa? Rồi đến nay mình sẽ quản lý được cái đơn hàng của mình đến đây luôn. Ok chưa ạ? Đơn hàng nào đã thành công và chưa thành công là nhận được hoa hồng bao nhiêu là nó sẽ hiển thị lên trên app cho mình hết luôn cả nhà. Thì mình rất là an tâm ha. Rồi, đó là một số cái mà Hằng trao đổi với các anh chị. Ngoài ra mình có thể xem rất là nhiều cái sản phẩm khác nhau trên đây. Mình có thể lọc theo thương hiệu. Có những cái sản phẩm nó giá nó cũng rẻ lắm. Các anh chị có chỉ 20-30 nghìn một sản phẩm thôi. Các anh chị có thể xem qua ha. Rồi, ok. Rồi, ok các anh chị. Đó là Hằng nói sơ với các anh chị về một xíu về cái ứng dụng mà các anh chị sẽ được sử dụng. Thì mình quay lại cái nội dung lúc nãy mà mình vừa chia sẻ ha. Đó, tức là các anh chị sẽ được xây dựng một cái cộng đồng khách hàng lâu dài và các anh chị quản lý khách hàng dựa trên cái ứng dụng lúc nãy mà Hằng vừa nói với các anh chị. Ok, vậy thì tới đây có bao nhiêu anh chị mình cảm thấy rằng là ok, bây giờ cái này hay quá, bây giờ mình phải ngay lập tức là mình sẽ đăng ký và mình sẽ kinh doanh. Tuy nhiên là tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Thì có bao nhiêu anh chị mình đang lo lắng rằng là bây giờ thấy hay đó, đầy đủ hết rồi đó, không phải lo gì cả rồi đó, nhưng mà bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đâu, mình sẽ làm cái gì, đúng không? Tìm kiếm khách hàng đã làm sao, kinh doanh như thế nào, bán hàng đã làm sao, bán qua kênh nào, đó là cũng là cái điều rất là băn khoăn của rất nhiều anh chị đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị thấy cái mô hình của mình, cái đối tác Shopee của mình thấy có ok không các anh chị? Các anh chị thấy đối tác Shopee của mình có quá ok không ạ? Đầy đủ tất cả mọi thứ như vậy luôn rồi, đúng không ạ? Đầy đủ tất cả mọi thứ như vậy rồi, các anh chị thấy còn thiếu gì nữa không ạ? Đầy đủ hết rồi chứ gì nữa. Tóm lại các anh chị, tóm lại việc của mình là gì? Tư vấn và chăm sóc khách hàng, chỉ đơn giản là vậy thôi. Quảng bá sản phẩm này, giới thiệu sản phẩm này, tư vấn sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và tư vấn chốt sale khách hàng và chăm sóc khách hàng thôi. Chỉ có đơn giản như vậy thôi các anh chị. Còn lại mọi khâu hậu cần như là giao hàng, đóng gói, nguồn hàng, sản phẩm, kho bãi, nhân viên, tất cả mọi khâu Shopee sẽ lo cho mình hết. Nhưng mà chắc chắn là các anh chị mình sẽ thấy gì, các anh chị sẽ còn một cái nữa là các anh chị rất là băn khoăn, đó là tôi sẽ kiếm khách hàng như thế nào và kinh doanh ra làm sao. Vậy thì ở đây các anh chị không cần các anh chị phải có kinh nghiệm, không cần các anh chị phải xuất sắc, không cần các anh chị phải giỏi, bởi vì ban đầu Hằng cũng không biết kinh doanh các anh chị. Ban đầu Hằng cũng là một cái người gọi là chỉ biết bán hàng, làm sale những cái sản phẩm bình thường thôi. Mình không biết là ra kinh doanh mình phải chuẩn bị như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thực sự là kinh doanh truyền thống thì Hằng biết làm, nhưng kinh doanh online gần như là mù tịt.
Thằng không biết chạy quảng cáo, không biết làm cái gì hết, không biết livestream, không biết fanpage, không biết lập website, không biết làm gì cả các anh chị. Nhưng mà các anh chị biết không ạ, là tất cả những cái bước này nó sẽ được đào tạo cho các anh chị thông qua những chương trình huấn luyện của Robby. Robby sẽ thuê những chuyên gia về đào tạo kinh doanh cho các anh chị từ A đến Z, từ kiến thức sản phẩm trực tiếp từ các nhà cung cấp khác nhau. Ví dụ như các anh chị bán sản phẩm về gia dụng sẽ có nhà cung cấp gia dụng và đào tạo các anh chị, đúng không? Các anh chị bán sản phẩm về dinh dưỡng hay mỹ phẩm đều có nhà cung cấp họ đào tạo trực tiếp về kiến thức sản phẩm để các anh chị nắm rất rõ, và từ đó các anh chị hiểu rõ về sản phẩm, các anh chị sẽ đi kinh doanh nó hiệu quả hơn. Ngoài ra các anh chị còn được có chia sẻ kinh nghiệm từ những best seller, những người chuyên gia trong lĩnh vực về bán hàng và họ tìm kiếm khách hàng như thế nào, họ bán cho khách hàng đó làm sao, họ chăm sóc khách hàng như thế nào. Tất cả mọi cái nội dung đều, mọi kỹ năng các anh chị đều được huấn luyện và đào tạo đến từ Robby. Các anh chị thấy ok không ạ? Đến đây các anh chị đỡ sợ hơn chưa? Đỡ lo lắng hơn chưa? Đầy đủ ấy. Bây giờ người ta lo hết tất cả khâu cho mình rồi, từ A đến Z cho mình rồi, sản phẩm đầu vào rồi, có hỗ trợ cho mình những cái logistics rồi, đúng không? Quản lý app các kiểu luôn rồi, mình chỉ ngồi ở nhà bấm một cái điện thoại, một duy nhất một chiếc điện thoại thôi các anh chị đã có thể kinh doanh được rồi. Và đặc biệt là các anh chị muốn kinh doanh thành công ở ngoài kia rất là khó, để các anh chị có thể là nào mở một cái cửa hàng, làm sao các anh chị biết được là các anh chị kinh doanh như thế nào? Có phải là các anh chị phải đi hỏi những người có kinh nghiệm về kinh doanh để họ hướng dẫn cho mình không, đúng không? Nhưng mà dễ gì họ kinh doanh giỏi, họ kinh, ví dụ như một người bán phở tốt, làm gì mà dễ gì mà họ có thể là chia sẻ các anh chị cái kinh nghiệm mà bán phở, bí quyết nấu phở cho các anh chị bán giống họ được. Đương nhiên là họ rất khó để họ không có dạy gì họ chia sẻ các anh chị. Đó là cạnh tranh trong cái thị trường kinh doanh rất là bình thường thôi, đúng không ạ? Đó là chuyện rất là bình thường, ai cũng sẽ gặp phải. Nhưng riêng đối với Shopee, các anh chị có một cái môi trường mà ở đây có rất nhiều anh chị sẽ hướng dẫn kinh doanh cho các anh chị bán hàng như thế nào, kinh doanh ra làm sao. Tất cả mọi khâu đều được hướng dẫn từ A đến Z. Thì đến đây thì các anh chị cảm thấy ok không ạ? Quan tâm không các anh chị? Bốn năm Hằng kinh doanh với Shopee, Hằng gần như là Hằng đều được đào tạo trực tiếp hướng dẫn kinh doanh từ A đến Z. Các anh chị không phải lo cái gì cả, thực sự là như thế. Nên là đến bây giờ thì Hằng cảm thấy là rất rất là cảm ơn công ty, bởi vì Hằng không cần phải làm mọi khâu, mà Hằng vẫn có thể là chỉ cần một chiếc điện thoại và một chiếc laptop thôi là Hằng có thể kinh doanh bất kỳ nơi đâu các anh chị, làm bất kỳ lúc nào mình thích, không cần quan tâm đến cái việc phải tự đi nắng nôi giao hàng nữa. Kinh doanh 4 năm đó vì Hằng chả biết giao hàng là gì, có nhiều lúc Hằng còn chả lên kho hàng, có khi một năm Hằng lên kho hàng được chắc được 1-2 lần các anh chị. Không cần quan tâm đến cái việc mà giao hàng như thế nào cho khách, rất là ok ha. Rồi, vậy thì ở đây các anh chị sẽ thấy là mình sẽ được học tập rất là nhiều. Và cái quan trọng á, là những cái lớp học, sau những lớp học đó các anh chị sẽ được cái gì? Đó chính là thu nhập. Chúng ta chắc chắn là chúng ta vào đây chúng ta sẽ quan tâm đến tiền, đúng không các anh chị? Mình kiếm được bao nhiêu tiền ở đây? Cái quan trọng, ok, nãy giờ nói rất là nhiều thứ rất là hay rồi. Vậy thì bây giờ vào đây làm thế nào để kiếm được tiền, và kiếm như thế nào, và có kiếm được tiền hay là không, hay là chỉ vào đây học rồi thôi? Thì đây các anh chị, rất là nhiều những anh chị mà đã bán được cái sản phẩm và kinh doanh được rất là hiệu quả. Các anh chị có thể thấy đây là những cái hình ảnh và những cái câu chuyện. Các anh chị có thể tự lên tìm kiếm ha. Hằng không có nói nhiều cái chỗ này, bởi vì các anh chị sẽ thấy là gì? Đây là những cái người, những cái case study, những cái ví dụ minh họa rất là rõ ràng các anh chị. Đây là hình chụp từ những cái ứng dụng của các anh chị đó khoe những cái đơn hàng và những cái kết quả hoa hồng đến từ bán lẻ. Các anh chị thấy không ạ? Nếu như các anh chị bán giỏi, các anh chị có thể chỉ như chị Mai Chi và chị Trần Thị Hạnh, lợi nhuận là 30 triệu một tháng. Cái này chắc chắn là còn nhiều hơn cả lương mình đi làm, đúng không các anh chị? Hằng cũng vậy các anh chị. Lương ngày xưa mình làm có 10-15 triệu thôi. Bây giờ vào đây mình kinh doanh lên cả mấy chục triệu các anh chị. Đấy, thì đó là Hằng không nói với các anh chị là ở đây là có thể là kiếm rất nhiều tiền các anh chị. Hằng không nói như thế, và không có nói rất dễ dàng. Nhưng nó có cơ hội cho mình để mình có thể kiếm thêm thu nhập các anh chị. Nếu như anh chị nào đã có kỹ năng bán hàng rồi, kỹ năng kinh doanh rồi, thì sẽ như anh Minh, kiếm một tháng từ 20, 30, 40, thậm chí là 50 triệu. Và tất nhiên là anh cũng sẽ, những anh nam đúng không? Những anh nam sẽ chọn những cái ngành hàng về gia dụng, điện lạnh thì nó sẽ lợi nhuận cao hơn. Nhưng mà nếu như nhiều chị đó là vợ chị làm gì biết kinh doanh bao giờ, chị đâu có biết bán hàng đâu. Thì vâng, đây các anh chị có thể thấy là chị Vân Kha, chị làm nhân công, công nhân may gia công. Các anh chị thấy là chị làm may thôi, công việc chính của chị làm may. Nhưng mà chị vẫn dành thời gian rảnh rỗi để chị lướt app, lướt web, lướt Facebook để kinh doanh, bán thêm live ra.
và kiếm một tháng từ 5 đến 7 triệu. Thì những anh chị nào mà kiếm không bán hàng không giỏi, chưa có kinh nghiệm thì ban đầu các anh chị có thể kiếm vài ba triệu là hoàn toàn 100% khả thi. Hằng khẳng định với các anh chị, sau khi mà các anh chị học một tháng bạn copy, các anh chị có thể kiếm thu nhập từ 5 đến 7 triệu là chuyện rất bình thường. Được chưa? Còn nếu như mà anh chị nào mà giỏi hơn, giống như anh Minh lúc nãy đúng không? Thì anh chị nào mà đã có kinh nghiệm rồi, thì đây các anh chị nhìn thấy anh Phước Lộc, giáo viên tiểu học nhưng mà anh có kinh nghiệm bán hàng, thì anh sẽ kiếm được cái thu nhập, anh bán máy chuyên máy lọc nước đó các anh chị, thì nó lên tới 52 triệu thu nhập. À, các anh chị thấy không ạ? Hoa hồng lên tới 52 triệu, đương nhiên giáo viên làm sao mà có được cái thu nhập như thế. À, thì các anh chị cũng biết rồi, giáo viên tiểu học đúng không? Mà anh bán hàng rất là tốt, cho nên là anh có thu nhập tốt các anh chị. À, ngoài ra thì có nhiều cái khoản thưởng dành cho các anh chị nữa. À, vậy thì ở đây các anh chị, quyền lợi khi mình hợp tác cùng với Shopee nó sẽ là gì các anh chị? Thứ nhất là, tóm lại một lần nữa các anh chị, thứ nhất là xây dựng hệ thống kinh doanh cùng với Shopee. À, tức là có khách hàng, các anh chị được quyền mở rộng cộng đồng khách hàng của các anh chị, mở tài khoản cho khách hàng. Thứ hai, các anh chị được sở hữu những cái website affiliate bán hàng. Tí xíu nữa Hằng demo cho các anh chị xem cái này nữa. Cái này là rất là hay mà các anh chị chưa chưa sẽ chưa thấy trên thị trường có. Và cái thứ ba đó là xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành. Cái thứ tư đó là các anh chị được chuyển giao công nghệ bán hàng và kinh doanh, tức là các anh chị được huấn luyện kinh doanh hướng dẫn cầm tay chỉ việc. Và cuối cùng là các anh chị không phải chịu tồn kho, không sợ phá giá, không ôm hàng, không thanh toán đơn hàng, không rủi ro pháp lý, không tự giao vận chuyển. Nói chung là tất cả mọi thứ các anh chị không phải lo bất kỳ cái rủi ro gì hết. Hàng đi hàng về, đổi trả các thứ, bom hàng, mọi thứ Robby đều lo cho các anh chị luôn. Các anh chị thấy ok không ạ? Quá ok. Cái quyền lợi như thế này là quá sức ok các anh chị. Vậy thì có bao nhiêu anh chị, có bao nhiêu anh chị trong đây mình cảm thấy rất phù hợp với Shopee và các anh chị muốn, mong muốn sau buổi hôm nay các anh chị sẽ ngay lập tức tạo một cái tài khoản và đăng ký hợp tác cùng với Shopee, thì các anh chị mình có thể comment lên phần công chat là mình cảm thấy Shopee rất phù hợp với mình và các anh chị muốn đăng ký hợp tác cùng với Shopee. Các anh chị có thể comment lên phần công chat giúp cho Hằng được không ạ? Anh chị nào mình thấy là Shopee rất là phù hợp, anh chị nào mà thấy Shopee mình thấy ok, quá nhiều cái quyền lợi khi mình hợp tác cùng với Shopee, nào app, nào website, nào đầu hàng sản phẩm, là hỗ trợ quản lý kinh doanh, rồi giao hàng, vận chuyển, bảo hành, đổi trả, nguồn hàng, chất lượng, kinh doanh tất cả các sàn sản phẩm trên sàn luôn, không thiếu cái gì, không có đối tác nào làm được cái điều đó đâu các anh chị, nói thật với các anh chị luôn. Thậm chí những đối tác rất lớn như những cái sàn thương mại tử khác cũng không làm được các anh chị. Ăn ví dụ cho các anh chị một cái đối tác đó là Amazon. Các anh chị biết về Amazon đúng không ạ? Amazon là một đối tác rất là lớn, là một tập đoàn hàng đầu thế giới, top 1 thế giới trong ngành thương mại điện tử, và là người đầu tiên, một trong những người đầu tiên, những tập đoàn đầu tiên tạo ra cái hệ sinh thái về dropship. Và các anh chị biết là dropship là đến từ Amazon và Alibaba, các anh chị biết đúng không ạ? Anh chị nào ở đây biết là về Amazon ạ? Anh chị biết là Amazon ạ? Amazon rõ ràng là một tập đoàn mà ai ai cũng biết và ai ai cũng muốn hợp tác để mà kinh doanh cùng với Amazon, và đã trên thế giới nó mấy chục năm rồi các anh chị. Và các anh chị có biết là Amazon là không chỉ bán sản phẩm bán lẻ, không chỉ bán những cái sản phẩm hàng tiêu dùng giống như Shopee đâu, mà Amazon còn có rất là nhiều những cái hệ sinh thái về công nghệ quay quanh, như là ban đầu chỉ bán sách thôi các anh chị, sau đó bán sản phẩm bán lẻ, sau đó bán những cái nền tảng, những cái Amazon Ticket này, Amazon Prime này, cho nhà cung cấp này, xong rồi Amazon Fire, game, rồi nhạc, sách, video, tất cả mọi thứ và những cái hệ sinh thái xoay quanh Amazon các anh chị, để cho những người kinh doanh họ được quyền sử dụng tất cả những cái nền tảng này để mà họ có thể kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Thì các anh chị sẽ thấy là Amazon là một tập đoàn về thương mại điện tử rất lớn trên thế giới đúng không ạ? Vậy thì Shopee chúng ta sẽ là tập đoàn giống như vậy nhưng mà tại thị trường Việt Nam. Và các anh chị sẽ biết để mà được hợp tác với được hợp tác với là Amazon đó, thì các anh chị có thể tự tìm hiểu ha, là mình sẽ có những cái tài khoản bán hàng cá nhân và mình sẽ tính phí trên cái việc mà mình sẽ bán được cái sản phẩm đó, cũng như là gì, nếu mình tạo một cái tài khoản thì mình sẽ có cái mức, những cái mức phí ban đầu cố định là khoảng tầm 40 đô, tương đương khoảng tầm hơn khoảng 1 triệu đúng không các anh chị, mỗi tháng nha, mỗi tháng là phí duy trì để mà sử dụng những cái nền tảng đó thôi, là chưa biết là có bán được hay không. Nhưng mà đối với Amazon là phải như vậy các anh chị, bởi vì Amazon các chị cũng biết rồi đúng không, là họ cung cấp đầy đủ cho mình cả một cái hệ sinh thái đúng không ạ? Nhưng mà ở đây các anh chị, với Shopee á, thì cái điều kiện mà hợp tác với Shopee á, nó chỉ đơn giản thôi, đó là thay vì các anh chị mình sẽ không phải nhập hàng, thì các anh chị chỉ cần đăng đăng ký một cái kích hoạt một cái tài khoản gói cộng tác viên,
đó là nó khoảng mất khoảng tầm 509.000 thôi. Thì các anh chị kích hoạt một cái tài khoản, thì khi cái tài khoản này các anh chị kích hoạt xong thì các anh chị sẽ được kinh doanh với tất cả các mặt hàng trên app của Robby luôn. Và các anh chị sẽ thấy ngay lập tức 24 giờ thì nó sẽ có cái gì các anh chị? Nó sẽ có cái chiết khấu cho các anh chị xem luôn. Giống như lúc nãy Hằng xem, các anh chị thấy cái chiết khấu của Hằng là từ 30 đến 45% đúng không? Đó là chiết khấu của đối tác chính thức. Còn nếu mà các anh chị đăng ký là gói cộng tác viên thì các anh chị sẽ được chiết khấu tất cả sản phẩm không giới hạn. Nhưng mà chiết khấu của nó chỉ khoảng từ 15 đến 30% thôi. Nên mình sẽ có hai cái gói, là thứ nhất là các anh chị muốn kích hoạt tài khoản ở gói hình thức là cộng tác viên, là các anh chị cộng tác bán hàng thôi, là kinh doanh tất cả mặt hàng, chiết khấu là 15 đến 30%. Ngoài ra các anh chị được tặng một khóa học miễn phí, một khóa học chọn đời cho các anh chị luôn, học cho đến khi nào các anh chị bán được hàng thì thôi. Ở trong cái khóa học này nó sẽ bao gồm tất cả những cái lớp học từ sáng cho đến tối luôn, thích rảnh giờ nào học giờ đó. Và mình sẽ học kinh doanh online và hướng dẫn kinh doanh từ A đến Z từ những chuyên gia luôn các chị ha. Và thứ ba là các chị sẽ kinh doanh tất cả mặt hàng, không nhập hàng, không thanh toán trước đơn hàng, được chưa? Không áp doanh số luôn, mình thích bán bao nhiêu mình bán, hôm nay mình rảnh thì mình bán, tháng sau mình nghỉ bán cũng không sao hết, không có vấn đề gì cả. Không áp doanh số các chị ha, không có phí gì hết, chỉ một lần duy nhất các anh chị là mình chỉ kích hoạt tài khoản gói cộng tác viên thôi, được chưa? Và có cái người hướng dẫn cho các anh chị để mà hướng dẫn cho các anh chị cái cách làm sao mình bán được hàng, mình đăng bài như thế nào. Thì đây là những cái khóa học mà các anh chị sẽ được học, những cái lớp học mà các anh chị sẽ được bổ trợ thêm trong cái quá trình mà các anh chị kinh doanh online. Thì mình được hướng dẫn kinh doanh từ A đến Z, được chưa? Là mình sẽ có cái khóa học nền tảng kinh doanh online 4 buổi để mình có thể là hướng dẫn cái cách kinh doanh online ban đầu cho người mới bắt đầu. Cái này các anh chị thích thì học thôi, nhưng mà học thì nó tốt cho các anh chị, được chưa? Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ được nâng cao hơn với những cái đối tác, những cái diễn giả chuyên nghiệp. Ví dụ như đây là chủ tịch của Robby sẽ đào tạo cho các anh chị về cái cách quản lý tài chính khi kinh doanh. Ngoài ra thì các anh chị biết Sắc Thái Văn Linh đúng không ạ? Sắc Thái Văn Linh là người rất là xuất sắc, người rất là giỏi, một trong những vị cá mập trong chương trình Sắc Tăng Thương Vụ Bạc Tỷ trên VTV3. Các anh chị cũng biết đúng không? Đó là Sắc Thái Văn Linh, là người cố vấn cho cái chương trình cho cái khởi nghiệp kinh doanh của Robby thời gian đầu. Và ngoài ra là có Miss Vũ Diệu Thúy, là một những trong những cái người mà chuyên về xây dựng kênh TikTok rất là xuất sắc. Và thương hiệu rất tốt các anh chị, thì sẽ đào tạo cho mình về TikTok. Ngoài ra thì có MC Thanh Thảo là đào tạo về giao tiếp, cách làm sao giao tiếp với khách hàng và tạo dựng thương hiệu cá nhân. Thì sau đó mình cũng có những cái chương trình đào tạo hàng tháng về bán hàng trên Facebook này, bán hàng cá nhân. Đây là cô giáo Tuyết Nhung, là đào tạo về lĩnh vực về livestream và xây dựng bán hàng trên Facebook cá nhân, rất tốt các anh chị. Đầy đủ những cái thông tin giúp cho các anh chị chi tiết hóa, ví dụ như đăng bài như sao nè, content như thế nào nè, rồi video chỉnh hình ảnh như sao. Nói chung là từ A đến Z, làm sao để chốt đơn khách hàng, đào tạo như thế nào, hướng dẫn kinh doanh như thế nào, bán hàng sao, tìm kiếm khách hàng như thế nào. Nói chung nó sẽ có đầy đủ hết các kênh cho các anh chị luôn. Thì các anh chị thích học TikTok hay thích học Facebook cũng được. Cái này là Robby thuê diễn giả về và sẽ bổ trợ thêm cho các anh chị để kinh doanh. Tức là các anh chị học xong, các anh chị sẽ lấy cái sản phẩm trên app Robby và các anh chị thực chiến luôn, kinh doanh ngay tại lớp, và học xong buổi nào ra đơn, có bài tập làm ra đơn luôn các anh chị. Rất là hay, và chương trình này được hỗ trợ rất là nhiều. Rất là nhiều anh chị sau khi học những cái lớp học này đã bán được hàng rất là nhiều, như các anh chị thấy ha. Những cái đơn hàng rất là nhiều được đưa trên app của Robby. Đây, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái điều kiện nữa. Nếu như các anh chị muốn trở thành đối tác thì mình sẽ có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là các anh chị sẽ đăng ký phí kích hoạt tài khoản cũng giống như cộng tác viên thôi. Nhưng mà nếu mà các anh chị đã đối tác chính thức á, các anh chị sẽ có một cái khoản ký quỹ hiện tại 5 triệu giảm còn 1 triệu rưỡi các anh chị. Và cái khoản ký quỹ này nó sẽ có giúp cho các anh chị có được cái chiết khấu rất cao, lên đến 45% giống như Hằng. Nhưng mà cái khoản ký quỹ này nó sẽ được hoàn lại nha. Nếu như á, mà mình không kinh doanh nữa thì mình sẽ được hoàn lại. Thì mình sẽ có hai cái hình thức. Một là các anh chị mình đăng ký cộng tác viên. Hai là các anh chị mình đăng ký kích hoạt cái gói đối tác chính thức. Thì mình sẽ có hai cái gói như thế này. Mình thích chọn gói nào cũng được hết. Nếu như mình chưa có kinh doanh, bắt đầu kinh doanh bao giờ, hoặc là mình chưa có điều kiện, thì mình có thể đăng ký tài khoản là cộng tác viên, được chưa? Còn nếu mà các anh chị mình đã có cái kinh nghiệm rồi và mình muốn được cái chiết khấu cao hơn thì mình đăng ký tài khoản là đối tác chính thức, được chưa? Và cái khoản ký quỹ thì thực ra là nó sẽ được hoàn lại 100%, nên nó không phải là một cái gì gọi là chi phí của mọi người ban đầu, được chưa? Nó sẽ là tiền của mình thôi, nhưng mà nó là cọc, kiểu như là hợp tác hai bên, và các anh chị sẽ được ký hợp đồng chính thức với lại Robby luôn. Ở đây Hằng sẽ mở cho các anh chị cái hợp đồng của Robby dành cho Hằng nha. Rồi, bây giờ anh chị nào mình đăng ký thêm cái phần khung chat của chương trình thì chúng ta sẽ có được cái sự hỗ trợ
sự hỗ trợ là ưu đãi. Bởi vì nếu như mà các anh chị không đăng ký trong chương trình ngày hôm nay thì các anh chị mình sẽ mất đi cái quyền lợi là mình sẽ bị đăng ký với lại một cái mức phí rất là cao, là mình sẽ mở kích hoạt tài khoản với cái mức phí là 3 triệu. Nhưng mà hôm nay á, mà các anh chị mình đăng ký thì trên Zoom các anh chị comment nha Hằng là 4 số đuôi số điện thoại, họ tên và dạ là cái chữ cộng tác viên. Nếu các anh chị muốn làm kích hoạt qua cộng tác viên thì để chữ CTV. Còn nếu như mà anh chị muốn làm đối tác chính thức thì mình sẽ đăng ký là chữ DT, được chưa? Hằng nhắc lại một lần nữa, mình chỉ duy nhất ở trên cái chương trình Zoom này thôi là mình sẽ được giảm cái mức phí đăng ký kích hoạt cộng tác viên xuống còn 59.000 và phí kích hoạt đại lý từ 5 triệu xuống còn 1,5 triệu. Cho nên nếu như anh chị nào mình đăng ký theo hình thức nào thì mình sẽ đăng ký là 4 số đuôi số điện thoại, họ tên và kèm với chữ là CTV hoặc là DT, được chưa? Thì nói chung nó chỉ khác nhau ở chỗ là gì ạ? Là chiết khấu của đối tác chính thức thì nó cao hơn gấp đôi so với chiết khấu của cộng tác viên, và chúng ta sẽ có hợp đồng hợp tác chính thức luôn. Cho nên mình đăng ký thì mình sẽ để là 4 số đuôi họ tên, 4 số đuôi số điện thoại, 4 số đuôi nha, và mình sẽ đổi thành đối tác, mình ghi chữ DT, hoặc là các anh chị sẽ trở thành cộng tác viên thì các anh chị sẽ đăng ký kích hoạt qua cộng tác viên là chữ CTV các anh chị nhé. Thì cái này nó chỉ có một điều kiện duy nhất như vậy thôi, một lần duy nhất các anh chị và sẽ không có lần thứ hai, được chưa? Một lần duy nhất và chúng ta sẽ sở hữu tài khoản vĩnh viễn trọn đời. Thì chúng ta sẽ được kinh doanh tất cả các mặt hàng trên Robby, mình sẽ không có bị một cái vấn đề gì về sau nữa, mình sẽ không có đăng ký bất kỳ cái khoản phí nào nữa các anh chị, không duy trì tài khoản, không áp doanh thu, không không có bất kỳ một cái điều kiện nào nữa hết. Nói chung là một lần duy nhất, Hằng sẽ demo cho các anh chị một cái affiliate và một cái đây, Hằng sẽ mở cho các anh chị cái BizRobby. Đây là cái nền tảng website Mobi nhưng mà ở trên app các anh chị ha. Rồi, các anh chị sẽ nhìn vào đây, Hằng sẽ có một cái hợp đồng hợp tác của Hằng với lại Robby. Anh chị nào muốn làm đối tác chính thức thì các anh chị mình nên đăng ký ký quỹ. Vì chỉ có trong chương trình này các anh chị mới được hỗ trợ như vậy thôi. Cho nên các anh chị mình nhanh chóng để lại, tại vì Hằng sẽ tắt Zoom trong vòng 5 phút nữa. Hằng sẽ kết thúc cái Zoom và các anh chị sẽ không được hưởng cái ưu đãi này luôn. Được chưa? Nên là các anh chị mình đăng ký, mình để lại, mình nhận cái ưu đãi này giúp cho Hằng. Và sau khi cái chương trình này kết thúc thì các anh chị mình nhờ cái người hướng dẫn của mình và tạo ngay lập tức, tải ngay lập tức cho mình một cái ứng dụng của Robby ở trên app điện thoại của các anh chị và các anh chị tự đăng ký trên đó. Chứ không phải là các anh chị chuyển khoản lên trên cái không gian này nha. Các anh chị không chuyển khoản trong cá nhân. Các anh chị làm việc trực tiếp với Robby, tải ứng dụng Robby trên điện thoại và mình sẽ đăng ký ở trên đó. Nó có hai hình thức. Một là kích hoạt gói cộng tác viên. Hai là kích hoạt gói đối tác chính thức. Thì nó chỉ đăng ký một lần các anh chị ha. Hằng nhắc lại một lần nữa là nếu như các anh chị là đối tác chính thức thì các anh chị sẽ có một cái hợp đồng như thế này, là hợp đồng đối tác chính thức. Thì khi mà các anh chị có hợp đồng này thì các anh chị không kinh doanh nữa thì Robby sẽ hoàn lại 100% cái tiền ký quỹ cho các anh chị. Và chỉ trong chương trình Zoom ngày hôm nay là ký quỹ 5 triệu giảm còn 1,5 triệu thôi. Nên anh chị nào mình đăng ký làm đối tác chính thức thì các anh chị sẽ được ưu đãi hỗ trợ ký quỹ còn 1,5 triệu. Còn anh chị nào á mà mình không có đủ điều kiện để mình đăng ký đại lý là đối tác chính thức ấy, thì mình sẽ đăng ký chỉ với 599.000 và chỉ trong Zoom hôm nay các anh chị được ưu đãi như thế thôi. Nên anh chị nào mà tí xíu nữa ban tổ chức nhờ ban tổ chức copy lại cái thông tin trên phần đăng ký. Nếu như anh chị nào mình không đăng ký thì mình sẽ mất đi cái ưu đãi này và các anh chị sẽ đăng ký với một mức phí cao hơn, được chưa? Bắt buộc, đây là điều kiện bắt buộc là các anh chị mình sẽ đăng ký trên phần không chat để ban tổ chức lưu lại danh sách và sẽ tặng cho các anh chị cái ưu đãi này. Và khi các anh chị tải ứng dụng Robby về, các anh chị sẽ nhận được cái phần ưu đãi này ngay trên phần app của các anh chị, được chưa? Thì mình sẽ đăng ký hai cái dạng khác nhau. Hằng chỉ nói khác nhau một chút xíu thôi là cộng tác viên thì cái chiết khấu nó thấp hơn một nửa, còn đối tác chính thức thì nó cao hơn gấp đôi các anh chị. Các anh chị khác nhau về cái chiết khấu thôi. Với cái thứ hai nữa, nếu mà các anh chị là đối tác chính thức á thì có một chút xíu khác nữa, đó là các anh chị mình sẽ có hợp đồng này, Hằng có nói rồi, hợp đồng ký quỹ đúng không ạ? Cái thứ hai đó là nó sẽ có những cái việc là các anh chị mở rộng cái hệ thống khách hàng, mở tài khoản cho khách hàng không giới hạn luôn. Cho nên anh chị nào mình đăng ký thì mình sẽ nên, tức là các anh chị có kinh nghiệm rồi thì mình nên đăng ký làm đối tác chính thức luôn. Đối với Hằng cá nhân Hằng ấy thì Hằng đăng ký theo dạng đối tác chính thức luôn anh chị, thu nhập nó sẽ cao hơn các anh chị rất là nhiều luôn, hơn cộng tác viên rất là nhiều, cao gấp đôi các anh chị. Ví dụ như bán một cái sản phẩm 1 triệu đi thì thay vì các anh chị lời 150.000-300.000 thì mình sẽ lời từ 300.000 cho đến 400.000-450.000, cao hơn rất là nhiều. Cái việc mà mình có đăng ký như thế này nó sẽ có cái sự khác biệt giữa các tài khoản các anh chị. Thứ nhất là
nó phải phân biệt giữa khách hàng, cộng tác viên và đối tác chính thức, giống như Amazon thôi. Các anh chị thấy lúc nãy Hằng có cho các anh chị xem Amazon nè, thì mình phải có cái tài khoản bán hàng cá nhân và tài khoản bán hàng chuyên nghiệp, thì nó giống như là cộng tác bán hàng và đối tác chính thức vậy đó. Nó phải khác các anh chị. Tại sao nó có điều kiện? Bởi vì nếu các anh chị không có điều kiện, không nhập hàng nè, không thanh toán đơn hàng nè, không phải giao hàng hay không làm bất cứ cái gì hết, không áp doanh số luôn, nhưng mà chúng ta lại sở hữu rất là nhiều quyền lợi khi hợp tác cùng với đối tác Robby. Vậy thì nếu như mà khách hàng bom hàng, Hằng ví dụ trường hợp mà khách bom hàng đi, đúng không? Thì lúc này á, là Hằng hỏi các anh chị á, là ai là người chịu trách nhiệm? Có phải Robby là người chịu trách nhiệm không ạ? Robby chính là người chịu trách nhiệm 100% cho cái việc mà hàng đi hàng về, bảo hành rủi ro. Lỡ như các anh chị tư vấn, các anh chị lên đơn khoảng 100 đơn hàng, sau đó các anh chị hủy đơn, các anh chị không đi nữa, hoặc là các anh chị bom hàng, khách hàng bom hàng các anh chị đi, đúng không? Thì 100 đơn hàng đó hàng đi hàng về hư hỏng hóc, thì ai là người chịu? Có phải là Robby không ạ? Robby là người chịu lớn nhất các anh chị, đúng không? Mình đâu có phải thanh toán cái đơn hàng đó trước đâu, khách nhận được mình mới được hoa hồng, khách không nhận được thì thôi. Vậy thì ông Robby là cái người chịu trách nhiệm lớn nhất. Vậy thì ở đây các anh chị, cái việc mà mình có một cái sự cam kết giữa hai bên là cái điều rất là quan trọng các anh chị nhá. Ví dụ như các anh chị biết Grab á, Grab khi mà để mà các anh chị ký quỹ, các anh chị làm tài xế chạy công nghệ với Grab á, thì các anh chị cũng phải gọi là ký quỹ, cũng phải có cái cọc một chút xíu để mà đảm bảo rằng các anh chị là người kinh doanh đàng hoàng, hợp tác đàng hoàng, chứ không phải là mình vào đây là mình phá đi cái uy tín của Robby với khách hàng các anh chị. Nên là ở đây là mình sở hữu tất cả mọi thứ, app, quản lý, website, hàng hóa, kho bãi, nhân sự, tất cả mọi khâu mình đều có hết rồi. Vậy thì mình chỉ đăng ký đúng một lần nữa các anh chị, đúng một lần thôi. Và cái này là ưu đãi chỉ trong cái Zoom hôm nay thôi các anh chị ha. Nếu các anh chị không đăng ký và kết thúc Zoom này thì Hằng sẽ không có giúp cho các anh chị được cái phần ưu đãi này đâu. Và sau khi chương trình này kết thúc thì các anh chị mình sẽ giúp cho Hằng liên hệ với cái người hướng dẫn trực tiếp đã đưa các anh chị vào Zoom. Thì họ sẽ hướng dẫn các anh chị chi tiết là tải app như thế nào, đăng ký tài khoản ra làm sao. Và mình chuyển khoản trực tiếp lên app của Robby luôn nha. Mình chuyển khoản trực tiếp lên app Robby và Robby sẽ là cái người nhận cái thông tin này của các anh chị. Đây, đúng hả, là cái thông tin tài khoản ở đây. Nhưng mà trực tiếp trên app nha, mình thao tác trên app luôn các anh chị. Thì nó sẽ có sự khác biệt giữa khách hàng, cộng tác viên và đối tác chính thức như thế này thôi. Chứ bây giờ nếu mà các anh chị là khách hàng đi, hỏi các anh chị là khách hàng, và bây giờ các anh chị nói là bây giờ thôi để chị khách hàng của các anh chị họ vào họ mua sản phẩm, đúng không? Thôi bây giờ tôi vào tôi mua sản phẩm tôi có được không? Thì xin thưa với các anh chị là vào mua sản phẩm thì là nếu như khách hàng người ta mua sản phẩm là mua giá bán lẻ, nhưng bây giờ nếu như người ta là khách hàng cộng tác viên, đúng không? Thôi bây giờ cho chị đăng ký một cái tài khoản cộng tác viên đi, tại vì cộng tác viên đâu phải nhập hàng gì đâu, nó khác gì khách hàng đâu à, không khác gì khách hàng, nhưng mà tại sao cộng tác viên thì lại được chiết khấu giảm giá, mua sản phẩm với mức giảm giá giá bán sỉ, đúng không? Còn khách hàng thì phải chịu giá bán lẻ. Thì lúc này khách hàng họ sẽ đòi mở mã cộng tác viên, đòi mở tài khoản hết luôn. Thì lúc này các anh chị không còn lợi nhuận trên khách hàng, mà các anh chị sẽ bị lộ cái giá sỉ. Lộ cái giá sỉ như vậy là nó không có công bằng với khách hàng các anh chị. Họ sẽ kiện các anh chị. Nên Robby đang bảo vệ quyền lợi cho người bán các anh chị nhé, bảo vệ quyền lợi cho chính đối tác của mình luôn. Nên phải có một cái sự khác biệt nho nhỏ các anh chị. Nhưng mà rõ ràng với 599.000 các anh chị có thể không có thể nào mà nhập hàng với 599.000 được các anh chị. Chắc chắn là như thế luôn. Nên là thành ra là gì? Với 599.000 nó là một cái mình ăn nó cũng hết, mình đi nhậu nó cũng hết, mình đám cưới nó cũng hết. Nhưng mà 599.000 nó sẽ giúp cho mình có được hợp tác với Robby và có được những cái buổi học nó giá trị và giúp cho các anh chị cầm tay chỉ việc và kinh doanh được hiệu quả và sở hữu toàn bộ cái hệ sinh thái của Robby. Cái đó là cái quan trọng các anh chị. Cái đó là cái quan trọng. Và sau này Hằng đảm bảo với các anh chị, những cái chương trình của Robby khi mà các anh chị học, các anh chị sẽ có được những cái kiến thức nền tảng để kinh doanh, và các anh chị được thực chiến ngay trực tiếp trên cái app của Robby. Và lúc này cái thu nhập mà nó sẽ mang lại các anh chị chắc chắn đâu đó khoảng tầm 5-7 triệu một tháng. Đó là Hằng đảm bảo với các anh chị 100%. Các anh chị sẽ kiếm được 5-7 triệu một tháng. Nếu như anh chị nào giỏi hơn nữa thì kiếm 50-70 triệu một tháng. Đó là tùy vào cái năng lực và cái sự nỗ lực của các anh chị thôi. Được chưa? Đây, ví dụ như Hằng cho các anh chị xem. Đây là khi mà các anh chị đăng ký xong thì nó sẽ có cái khóa học nền tảng như thế này, để các anh chị sẽ được học từng buổi các lớp vào theo 19:30 mỗi tối thứ 3, 5, 7 và chủ nhật. Thì mình chỉ học một lần thôi, sau đó là mình sẽ chuyển qua mình học những cái lớp mà nâng cao hơn. Ví dụ như Hằng nói với các anh chị đây là các anh chị có thể lên, ví dụ như các anh chị kinh doanh sản phẩm nào đó, đúng không, gia dụng, thì mình có thể lên lớp gia dụng mình học. Đây,
Ở trên cái group này nó có rất là nhiều cái thông tin về lớp học này, về khuyến mãi này, về feedback khách hàng này có sẵn hết rồi. Các anh chị chỉ việc lên đây các anh chị lấy về đăng ký thôi, à, lấy về bán hàng và gửi cho khách hàng thôi, đúng không? Nó đầy đủ hết. Còn ví dụ như các anh chị kinh doanh mỹ phẩm thì bên đây đi, đúng không? Mỹ phẩm thì Christianity ấy, nó sẽ có rất là nhiều cái sản phẩm để mình có thể kinh doanh. À, mỗi sản phẩm mình sẽ có một cái cộng đồng khác nhau các anh chị. Đây, Hằng sẽ mở cho các anh chị xem. Nói chung á là các anh chị muốn kinh doanh cái nào cũng được. Đó, mỹ phẩm này, rồi kinh doanh cái gì thì mình cứ vào cái group đó. Mình sẽ có những cái lịch học, những cái feedback, những cái đó. Video những này mình khỏi cần phải tự quay. Nó có sẵn hết rồi, mình tải về mình gửi với khách thôi. Rất là đơn giản các anh chị. Rồi, à, ngoài ra thì mình có thể vào cái trang của Robby. Các anh chị có thể thấy rất là nhiều chương trình ưu đãi, thưởng quà tặng cực hot dành cho chỉ riêng tháng 5, tháng 6, tháng 7. Đây các anh chị, rất là nhiều sản phẩm mình có, à, những cái chương trình thưởng mình có thể xem ha. Đấy, thưởng các anh chị, rất là nhiều chương trình thưởng mình có thể xem, à, dễ nhất dễ nhì dễ ba. À, rồi đó là một số cái trao đổi của Hằng với lại cái, à, còn một cái nữa các anh chị, sorry các anh chị, đây là mình có được quyền tạo link affiliate các anh chị ha. Đây Hằng ví dụ phần demo các anh chị một chút xíu. Đây, khi các anh chị vào robby.vn, các anh chị có một tài khoản rồi thì các anh chị sẽ đăng nhập cái tài khoản của mình, rồi sau đó các anh chị nhập số điện thoại vào. Đây là cái user của Hằng khi Hằng đăng nhập với Robby các anh chị. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái sản phẩm. Ví dụ như nồi chiên không dầu đi, tạo link, copy. Thì khi mà các anh chị có đường link này, các anh chị sẽ gửi cho khách hàng hoặc các anh chị đăng bài ấy, các anh chị kèm theo cái đường link này thì nó sẽ có rất là nhiều những thông tin, ví dụ như video, hình ảnh này. Đấy các anh chị thấy không ạ? À? Vì nó rất là chuyên nghiệp cả nhà. Đúng không? Tức là nó sẽ có sẵn hết tất cả. Cái này thì Hằng không bao giờ Hằng làm được. Kinh doanh online 4-5 năm rồi chưa bao giờ biết làm mấy cái landing page này đâu các anh chị. Mà đội ngũ Robby làm sẵn cho mình hết luôn. Đấy, sản phẩm rồi chế độ món ăn, rồi feedback khách hàng, rồi đấy video, hình ảnh, rồi trả góp các kiểu. Rồi khách đăng ký thông tin lại đây, sau đó là khách quan tâm sản phẩm, thì cái này, cái thông tin này này, nó sẽ nhảy về cái app của mình các anh chị, nhảy về cái app của mình luôn. Cho nên là các anh chị tha hồ mà các anh chị kinh doanh, được chưa? Các anh chị tha hồ mình có khách hàng. Ở đây các anh chị mình có thể xem, nãy Hằng có nói với các anh chị về sự khác biệt giữa cộng tác viên và đại lý. Thì ví dụ như các anh chị bán một cái doanh một cái đơn hàng thì nó sẽ khác nhau một tí các anh chị. Ví dụ như chiếc khấu đối tác khoảng tầm 400 thì chiếc khấu cộng tác viên khoảng tầm 200-250. Đó, thì các anh chị sẽ xem ha, tùy các anh chị muốn đăng ký hình thức nào thôi. Ok, thì bây giờ chắc là Hằng sẽ kết thúc cái dâm này ở đây luôn. Và anh chị nào mình có câu hỏi nào thì mình có thể nhắn tin lên phòng chat, hoặc nếu không ấy thì Hằng sẽ kết thúc cái Zoom. Và anh chị nào mình chưa đăng ký thì mình nhắc lại một lần nữa, thì các anh chị chỉ riêng trong ngày hôm nay các anh chị mình đăng ký thì nó mới được hỗ trợ ưu đãi thôi, được chưa? Chỉ Robby chỉ hỗ trợ ưu đãi cho những anh chị nào đăng ký qua cái Zoom. Và nếu như anh chị nào mình đăng ký mình để lại thông tin thì bao gồm họ tên, 4 số đuôi của số điện thoại và gọi là gì ạ, là chữ CTV nếu các anh chị muốn kích hoạt cái tài khoản gói cộng tác viên của mình. Còn nếu như anh chị muốn kích hoạt gói cộng gói đại lý, gói đối tác chính thức thì các anh chị sẽ để chữ DT giúp cho Hằng, hoặc là DL là đại lý, tùy các anh chị muốn đăng ký hình thức nào, kích hoạt gói nào cũng được. Gói cộng tác viên ấy, thì mình chỉ có điều kiện duy nhất đó là hỗ trợ ưu đãi còn 599.000, là các anh chị bao gồm luôn cả khóa học, luôn cả kinh doanh tất cả các mặt hàng, và chiết khấu bán lẻ lên đến 30%. Còn đối với đối tác chính thức thì mình sẽ được thêm hỗ trợ thêm một phần của ký quỹ nữa, là giảm còn 1,5 triệu thôi. Và nó chỉ trong cái Zoom này các anh chị đăng ký thông tin thì mình sau chương trình này mình sẽ kết thúc để mình có thể là liên hệ ngay với cái người hướng dẫn của mình, tạo tài khoản ngay các anh chị ha, để mà là ngày mai thì công ty làm việc lại, công ty hệ thống nó sẽ cập nhật cái thông tin các anh chị trở thành đối tác, và sau đó họ các anh chị sẽ được đưa vào một cái group. Và group này sẽ là cái group này là các anh chị group học tập của anh chị á. Nó sẽ có những cái thông tin lịch học để các anh chị học tập và các anh chị kinh doanh. Được chưa? Rồi, ngoài ra thì mình sẽ có một cái group là cộng đồng kinh doanh online. Thì các anh chị có thể là xem qua cái group này, cộng đồng kinh doanh online. Cộng đồng kinh doanh online của Robby. Thì cái group này nó cũng khá là đông. À, có group chiến marketing đồng nữa, nếu mà các anh chị muốn học. Cái lớp mà Hằng có nói với các anh chị lúc nãy ha. Còn nếu như mà các anh chị có thể tìm hiểu thêm qua trên cái cộng đồng kinh doanh online.
À đây, cộng đồng kinh doanh online thông minh. Thì cái cộng đồng này là những anh chị là khoảng tầm hơn 100.000 thành viên rồi. À, và các anh chị sẽ thấy là có rất là nhiều cái thông tin ở trên đây. Và những anh chị đối tác đã được đi học rất là nhiều cái lớp học như thế này. Và kinh doanh hiệu quả ha. À, đầy đủ tất cả những cái lịch học. Đấy, đây là đối tác mà kinh doanh xuất sắc nhất năm các anh chị. Được thưởng cuối năm, được thưởng vài trăm triệu đó các anh chị. Đây là những đối tác kinh doanh xuất sắc nhất năm. Tức là các anh chị được thưởng hàng tuần nè, hàng tháng nè, hàng quý này, sắp tới 3 tháng tới anh chị sẽ được bán hàng tuần cũng được thưởng, hàng tháng cũng được thưởng, thưởng quý và thưởng năm nữa các anh chị. Nói chung là được thưởng rất nhiều. Nên là các anh chị mình bán ngoài cái phòng bán lẻ các anh chị còn được thưởng thêm rất là nhiều nữa, thưởng theo doanh số các anh chị ha. Rồi, ok. À, chắc chắn là nếu mà các anh chị kinh doanh mà các anh chị sẽ kiếm được thu nhập đâu đó khoảng từ 5 đến 7 triệu một tháng. Nên những anh chị nào mà mới bắt đầu hoặc là các anh chị chưa biết kinh doanh thì là 5 7 triệu một tháng là ok rồi đúng không ạ? Còn nếu anh chị nào mà có kinh nghiệm kinh doanh giỏi hơn, xuất sắc hơn thì sẽ kiếm được thu nhập từ 50 70 triệu một tháng. À, đó là hàng khẳng định với các anh chị luôn. À, tệ nhất là kiếm 5 7 triệu mà giỏi hơn thì kiếm vài chục triệu một tháng. Tùy vào cái sự nỗ lực và cái sự nghiêm túc của các anh chị trong cái quá trình mà các anh chị đi hợp tác cùng với Shopee thôi. Còn đâu ra thì tất cả những cái này đều được hỗ trợ cho các anh chị hết. Được chưa? Rồi, à, các anh chị đã có câu hỏi gì mà không thấy có câu hỏi gì hết luôn. À, các anh chị mình đăng ký rất là nhiều rồi, chúc mừng các anh chị mình đăng ký trở thành đối tác của Robby. Thì bây giờ các anh chị mình sẽ đăng ký lên phần công tác giúp cho Hằng là họ tên, bốn số đuôi của số điện thoại và hình thức là đối tác là DT hoặc là hình thức là cộng tác viên là ghi chữ CTV. Thì mình sẽ có hai cái quyền lợi kích hoạt hai gói, một là gói cộng tác viên, hai là gói đối tác chính thức cả nhà ha. À, các anh chị nào mà mình chưa đăng ký thì mình nhanh chóng mình để lại thông tin lên phần khung chat. À, nếu như mà các anh chị không để lại thông tin thì các anh chị sẽ phải đăng ký với một cái mức phí rất là cao các anh chị ha. Nên là mình phải chịu khó mình đăng ký thông tin lại, sau đó là liên hệ cái người hướng dẫn họ sẽ hỗ trợ cho mình, được chưa? Người liên hệ người 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 hướng dẫn cho mình á, người ta sẽ liên hệ lại và họ sẽ hướng dẫn mình tải app rồi đăng ký tài khoản như thế nào đó. Ok chưa các anh chị? Anh chị nào có câu hỏi thì có thể nhắn tin lên phần công chat. À, đúng rồi. À, mình đăng ký trong tối nay luôn các anh chị nha. Mình sẽ đăng ký thông tin ở trên phần công chat xong thì mình sẽ ngay lập tức là mình tải app về và mình sẽ đăng ký lên app luôn. Mình đăng ký liền luôn các anh chị, bởi vì danh sách này Hằng sẽ gửi lại cho ban tổ chức của công ty và sau đó họ sẽ duyệt cái danh sách này để mà ưu đãi cho các anh chị luôn. À, các anh chị đăng ký trên phần công chat là các anh chị đã nhận được cái ưu đãi rồi. À, rồi sau đó khi các anh chị tải app về, các anh chị đăng nhập thông tin tài khoản vô thì nó sẽ hiển thị là hai cái mục mà các anh chị được nhận ưu đãi. Thứ nhất là gói cộng tác viên hoặc thứ hai là đối tác chính thức. Đấy, còn bình thường mà các anh chị đăng ký thì nếu các anh chị đăng ký thì cái gói phí kích hoạt của cộng tác viên nó là 3 triệu. Nhưng mà hiện tại hôm nay các anh chị đăng ký nó còn 59 ngàn thôi. Bao gồm các khóa học này kia luôn mà mình kinh doanh luôn. Còn nếu anh chị nào mình muốn kích hoạt tài khoản đối tác chính thức thì nó sẽ được hỗ trợ thêm phần ký quỹ nữa là giảm từ 5 triệu giảm xuống còn 1 triệu rưỡi. Chỉ có 1 triệu rưỡi thôi các anh chị, ngày xưa Hằng ký quỹ tới 5 triệu luôn. Mà lúc đó có mấy sản phẩm mà. Cho nên là bây giờ là rất là lợi cho các anh chị luôn ha. Anh chị mình đăng ký. À, Uyên có hỏi một câu hỏi là nếu khách hàng nhận hàng sản phẩm đóng gói thông tin Robby, khách hàng thắc mắc thì nói với mình. À, không, không sao đâu Uyên. Tại vì Robby là cái trang web mà khách hàng sẽ xem về sản phẩm nè. Mình cứ công khai đó là Robby. À, được chưa? Robby là cái đơn vị vận chuyển nè, giao hàng hóa nè và những cái bảo hành, bảo trì, đổi trả từ nhà cung cấp. Cho nên mình không có lo lắng về vấn đề đó Viên ha. Cái đó là chuyên nghiệp. Tất cả các khách hàng khi mà nhận hàng á, họ đều có cái sự chuyên nghiệp, họ đều thấy cái sự chuyên nghiệp ở trong đó các anh chị. Nên là mình sẽ an tâm khi mà khách hàng họ nhận cái hộp hàng của mình có đầy đủ cái sự cam kết luôn. Khóa học học ngày nào cũng được, giờ nào cũng được, đúng rồi. Mình muốn học khi nào thì mình bật máy lên mình học thôi. Nó sẽ liên tục cho mình và một khi mình đăng ký rồi thì mình sẽ đăng ký một lần luôn, không có đăng ký lại lần hai lần ba nữa đâu ha. Đăng ký một lần tặng khóa học vĩnh viễn, tặng tài khoản vĩnh viễn luôn, kinh doanh tất cả mọi thứ, không áp doanh số gì cả, không nhập hàng, thích kinh doanh cái gì thì kinh doanh, được chưa? Đối tác chính thức thì có thêm cái hợp đồng ký quỹ nữa để đảm bảo cái phần ký quỹ khi mà các anh chị không kinh doanh nữa thì mình rút ký quỹ lại, được chưa? Rút ký quỹ lại 100% luôn, không mất đồng nào các anh chị nhé. À, chỉ có phí kích hoạt tài khoản cộng tác viên thì là mình sẽ đăng ký một lần thôi. Ok chưa ạ? Rồi. À, không, mình không có đăng ký khóa học, chỉ cần là các anh chị mình đăng ký trên cái ứng dụng của Robby là mình đăng ký kích hoạt cái gói cộng tác viên
hay là gói đối tác chính thức thì nó sẽ hiển thị lên cho các anh chị luôn. Cho nên là các anh chị sẽ thấy được khi mà các anh chị đăng nhập vào được rồi ấy, thì nó sẽ có cái phần là tham gia cái group để mà nhận khóa học, gia nhận link học lớp học, thì mình sẽ được hướng dẫn trên app. Nói chung là các anh chị sau bây giờ các anh chị tắt Zoom, thằng tắt Zoom, các anh chị sẽ liên hệ ngay lập tức với cái người hướng dẫn của mình và các anh chị sẽ nói họ là hướng dẫn tải app và đăng ký tài khoản cho các anh chị ngay lập tức ngay bây giờ nha. Ngay để ngày mai mình còn được đi học và ngày mai mình còn có cái tài khoản để mình kinh doanh ngay các anh chị. Mình phải làm ngay, chứ còn nếu mà các anh chị mai mới đăng ký thì các anh chị sẽ không nhận được cái phần ưu đãi đâu. Cho nên là mình đăng ký liền trên phần khung chat giúp Hằng. Hằng sẽ dành cho các anh chị, Hằng sẽ kết thúc cái dùm này ở đây ha. Anh chị nào mà mình không đúng rồi, for customer thì có thể là trong năm nay, cuối năm mình sẽ triển khai. Tức là công ty đang làm rồi các anh chị. Tức là Hằng đang ở trong cái lãnh đạo cấp cao này. Hằng biết là công ty đang lên cái chương trình cho customer rồi, app for customer rồi. Cho nên là cuối trong năm nay mình sẽ có app cho khách hàng luôn. Tại vì app khách hàng nó cần phải chỉnh chu một tí. Ok, muốn xem lại video học được, có video ghi âm lại ha. Cho nên mình hoàn toàn là mình có thể là mình lấy thông tin để mình học lại. Rồi, bỏ lỡ khóa học thì xem lại video, đúng rồi, có video hết. Hoặc là mình học, mình đăng ký một lần thì mình học mãi mãi mà. Cho nên mình học cho đến khi nào mình kiếm được thu nhập thì thôi, mình bán được hàng thì thôi. Ok chưa các anh chị? Các anh chị chỉ cần có cái tài khoản trên app là được rồi. Mình cũng không cần phải quan tâm đến cái việc là mình sẽ như thế nào đó các anh chị. Tại vì có tài khoản là mình sẽ vừa kinh doanh nè, rồi mình vừa được học ở trên đó luôn. Ở trên app nó có hết luôn các anh chị. Tí xíu nữa mình nhờ cái người hướng dẫn mình đăng ký tải app liền nha các anh chị. Tải app liền nha mới nhận được cái ưu đãi này. Ok ha, mọi người có câu hỏi nào được không ạ? Nếu mà không có câu hỏi nào thì mình sẽ kết thúc Zoom nha. Nãy giờ các anh chị cũng hỏi nhiều quá rồi đấy. Ok, rồi. Các anh chị mình có cần câu hỏi gì thì mình có thể liên hệ cái người hướng dẫn của mình để mà đặt câu hỏi thêm nhé. Cái phần kết thúc, phần Zoom của Hằng kết thúc ở đây. Sao hot lại khóa Zoom vậy ta? Sao hot lại khóa Zoom? Nãy giờ có bao nhiêu anh chị? Trời ơi, chết tôi. Rồi ok các anh chị, các anh chị mình nào mình chưa đăng ký nhận ưu đãi thì mình đăng ký liền trên phần thông tin nha các anh chị, để mình sẽ nhận ưu đãi liền nha. Rồi Hằng sẽ cảm ơn các anh chị đã lắng nghe phần chia sẻ của Hằng ngày hôm nay. Hàng đảm bảo chất lượng ha, anh Vũ Văn Quý. Hàng Robby thì chắc chắn là phải kiểm duyệt, kiểm định chất lượng thì mới được đưa lên sàn, chứ không phải như những sàn khác là ai cũng có thể đưa lên đâu các anh chị. Sàn của Robby rất là kỹ, chỉ có hợp tác với nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất, công ty thôi, chứ không có hợp tác với cá nhân các anh chị nha. Chỉ hợp tác với công ty, với doanh nghiệp, với nhà sản xuất thôi. Robby chỉ hợp tác trực tiếp với nhà sản xuất, nhà cung ứng luôn. Cho nên các anh chị yên tâm về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha. Anh Vũ Văn Quý hợp tác thì mình sẽ đăng ký lên nha, thông tin lên nha anh, chứ không là anh mất cái điều kiện, mất cái ưu đãi đấy. Ok nha. Đăng ký là họ tên, bốn số đuôi, số điện thoại với lại cái phần là CTV hoặc là DT anh nhé. Rồi, ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thank you.